ý chị hiểu mà. Đại nghi theo em hiểu là những cái câu hỏi mang tính chất tại sao mình phải làm điều đó để mình hiểu được nguyên lý, mình đi thuận chiều mong muốn của mình thì là những câu hỏi đại nghi. Còn những câu hỏi tiểu nghi là những câu hỏi mình chỉ hỏi ở những cái bao quát bên ngoài, như cái đó là cái gì và làm như thế nào thì là những cái tiểu nghi. Nhưng mà đường đời của con người ta theo đúng thuận chiều nguyên lý là sống theo luật nhân quả, thì khi mình hiểu được nguyên lý, mình đi đúng nguyên lý, đi đi thuận chiều thì mình mới có được cuộc đời bình an. Nên áp dụng điều này với tất cả những phương diện khác cũng vậy, những công tác cũng vậy. Khi mình hiểu được nguyên lý vấn đề nó tại sao làm như vậy thì đó là những câu hỏi đại nghi. Thì tóm lại đại nghi là sao? Đại nghi là các câu hỏi về nguyên lý và về quy luật là các câu hỏi đại nghi. Dạ, đơn giản lắm chị. Những đại nghi á là những nghi vấn mà khi đặt ra thì mọi vấn nạn trong cuộc đời hầu như chúng ta đều giải quyết được hết. Những câu hỏi mà có những nghi vấn mà nó ảnh hưởng tới cục diện của cuộc đời, những nghi vấn mà nó liên quan hiểu được gốc rễ sâu xa của cuộc sống và sau đó định hướng con người mình đi đến đâu, những nghi vấn đặt ra mà giải quyết được trọn vẹn thì những cái đó được liệt vào đại nghi. Ví dụ đi thầy. Những nghi vấn liên quan tới nội tâm, ví dụ như làm sao để làm chủ cuộc đời mình, ví dụ là một trong những đại nghi. Làm sao để có thể giúp người có 7 sự giàu toàn diện, ví dụ như vậy. Chị hiểu ý đó, các anh chị nắm ý đó không các anh chị? Những nghi vấn nào đặt ra mà nó có thể giúp con người đứng trên hết mọi vấn nạn. Tại vì khi con người có 7 sự giàu toàn diện, họ giàu trí tuệ nè. Khi mình giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất. Khi mà mình ngộ ra làm sao để có 7 ngọn đèn đó, làm sao để giàu 7 điều đó, thì theo các anh chị, cuộc sống của mình ngon không? Mà nếu mình giúp người khác làm được giống như vậy nữa thì sao? Có phải cuộc sống cũng không cần phải ngồi đó đi giải quyết vấn nạn gì không? Chị Quyên. Dạ, em nghe kịp, nghe hiểu. Ví dụ như vậy, thì thay vì đặt nhiều nghi vấn nhỏ 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 nhỏ, bây giờ đặt hết, đặt chọn lọc lại để cho đầu óc của mình á, tại vì trí tuệ á, nó trưởng thành trong tĩnh lặng. Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Nên là đầu óc càng trống, không có suy nghĩ nhiều, nhưng có suy nghĩ thì khởi đại nghi. Sau đó hết nghi vấn thì buông, đầu óc trống, không suy thì lúc đó nó mới khai mở được. Chị cứ hình dung á, là nếu một người mà nghi quá nhiều, nghi vấn quá nhiều, thì giống như là có một cái ly nước, cái ly cà phê sữa đi, lúc nào cũng quậy lên hết, quậy 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 quậy, trộn lấy cái muỗng khuấy lên thì nó sẽ không trong được. Chị hiểu, chị nắm ý đó không chị Nguyên? Này chắc nắm Dạ em này. nắm Giai đoạn đầu có thể nghi vấn nhiều để cho ngộ ra ủng hộ, nhưng mà về sau từ 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 cái giảm thiểu nghi vấn lại, mà nếu khỏi nghi vấn thì khỏi những nghi vấn trọng điểm. Rồi chị đang làm bên ngành này, tác động con người, tác động vào nhận thức của người xem những video, chị đã nhận được cái việc mình cần làm, đó là mang lại giá trị cho người khác thông qua công cụ phương tiện là mạng xã hội. Vậy thì đặt những nghi vấn trọng điểm liên quan đến lĩnh vực đó, đặt những nghi vấn trọng điểm đại nghi á, đặt những đại nghi liên quan đến trọng điểm đó. biết Đại không nghi thầy, em để em tĩnh lặng và hiểu từ từ. Khi em
bị bắt ở đâu em hỏi tiếp, còn bây giờ em cần thời gian Có khoảng để không đúng không? Cần khoảng không đi xíu. đúng. À, cần khoảng không đi. Nè, đặt ra những nghi vấn mà nó ảnh hưởng lớn, trọng điểm mang tới nè, cái nghi vấn đó có thể giúp con người nhận được toàn diện giá trị của chị cho đi, thì đó là một trong những đại nghi liên quan đến ngành đó. Nếu có gợi ý thì những anh gợi ý cho chị theo hướng đó. Tác động nhận thức, làm sao để tác động nhận thức của người nghe. Chị có cảm nhận là những video á, con người sẽ đời đời nghe nó không? Dạ Nếu như mình đúng. làm được những video chất lượng cao, trường tồn không? Đời đời mãi về sau luôn, mấy năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, vẫn còn tồn tại không? Dạ có. Vậy thì làm sao để người 20 năm sau nghe đoạn video của mình nói ngày hôm nay, họ vẫn nhận được giá trị, họ cảm thụ giống như là mình đang nói chuyện cho họ nghe, và họ nhận được giá trị đó. Thì nếu như chị giải được nghi vấn đó thì cảnh giới của chị sẽ nâng lên một tầm cao mới trong ngành làm ngành tác động nhận thức bằng video. Có ai đang làm ngành này nè, có ai đang dùng nói chuyện nè thông qua Zoom hoặc thông qua video á, các anh chị nếu ai có làm ngành đó đó, đó là một trong những nghi vấn mà Nhật Anh cũng có đại nghi đó các anh chị. Nhật Anh cũng có nghi vấn đó, và đâu đó giải được thì giá trị mình cho đi á, sẽ qua thời gian con người sẽ luôn nhận được giá trị. Và Nhật Anh đồng hành với thầy 7-8 năm nay thì có những cái á, các anh chị biết là có những đoạn thu âm Nhật Anh thu hồi trước đó, thì 8 năm sau là bây giờ nghe lại thì cảm thấy giống như là đang nói, thầy đang nói cho mình nghe ở hiện tại, trong khi đoạn đó đã được thu, đã được nói cách đây 8 năm trước. Các anh chị hiểu hiểu ý đó không? Vậy thì làm sao mình có thể nói giá trị trao đi mà qua thời xuyên không gian, thời gian và sau này thế hệ sau nghe mà vẫn nhận được giá trị như là bây giờ mình đang nói. Thì nếu giải được nghi vấn đó, giải được nghi vấn đó thì cái khả năng nói chuyện á, cái cảnh giới trong việc mình giao nói chuyện nó sẽ nâng lên một tầm cao mới hoàn toàn, và giá trị sẽ trường tồn qua thời gian. Tại Nhật Anh đang là một người nói chuyện về nội tâm nè, nên là Nhật Anh đây là một những câu hỏi thuộc dạng đại nghi liên quan đến việc mình làm sứ mệnh của mình. À, nên thôi, xong qua bối cảnh của chị Quyên thì Nhật Anh xin phép gửi đến các anh chị. Thì cái này cũng ít nói lắm. Nãy thấy chị, tại vì thấy chị nói chuyện thấy dễ thương quá, nói chuyện thích quá, nên là thời gửi cho chị có gợi ý ha, một số câu hỏi như vậy đó, nếu nghi trả ra được thì quá ngon. Em luôn tin em giải quyết được các Hả? em luôn tin là em sẽ có lời giải cho những cái nghi vấn của mình đó thầy. Có nghi là có ngộ, nguyên lý đó vậy đó, đã nghi là ngộ, không thà không nghi thôi mà nghi là ngộ. Vậy ha. Dạ, biết ơn thầy. Biết ơn các anh chị. Nói chuyện bớt bớt dễ thương, nói chuyện vậy người ta thích đó, nói chuyện ra hai mấy ngàn người coi nó thích ghê quá, từ từ cả triệu người coi làm sao tém tém. Tại thật ra là em luôn luôn có cái hình ảnh là em sẽ nói chuyện với 1.000 người, thậm chí cả 10.000 người, đi đâu em có thể là vài triệu người xem, nên giúp đỡ được rất nhiều người, cho Hãy nên vì đó là hình ảnh trong đầu em rồi. được ủng hộ, hãy vì họ mà làm, tại vì những gì chị được nhận đó, tri thức chị đang có con người rất cần đó, và sau này nữa con người rất cần đó, nên ủng hộ. Tri ân chị Quyên. Xin mời chị Thu Phương. Xin mời Thu Phương. Lúc nãy xa giơ tay mà bị rớt tay xuống à. Xin phép mời chị Phương trước rồi mời mấy bạn sau ha. Vâng ạ. Gọi tên em. Giới thiệu em là tên là Thu Phương em. À,
có. Và thực ra em có nghi vấn bây giờ thì em sau khi học về cái nguyên muốn đấy thì giải, nhưng mà em không chắc lắm thì em muốn đúng không ạ? Tức là Được, để điện thoại á, để sát sát vô, hình như nó hơi giật á, nghe nghe nó có đoạn được đoạn không á chị. vâng, em nói thiệt hả? Nghe tiếng thì được, lâu lâu nó giật, nó bị ngắt quãng. Vâng ạ. Để em nói chậm lại. Tức là Để em sát, tự để sát vô đây nói là được à? được chưa? Được, chị nói đi. Trước thì em có cái nghi vấn là, tức là trong quá trình mà em giao tiếp với con ấy thì em chưa phân biệt được là khi mà mình sự khác nhau giữa mà mình nói những cái lời nói tiêu cực, những cái lời nói tối, ngôn ngữ bóng tối ấy, với những cái lời nói mà mình muốn cảnh báo cho con biết là những cái hậu quả, những cái nguy hiểm mà con nên tránh ấy, thì con cũng phải cần biết cái nguy hiểm để mà con tránh trong cái cuộc đời này. Nhưng mà sau khi học nguyên lý thuận chiều mong muốn ấy thì em lại đang nghĩ rằng là không cần phải nói những cái ngôn ngữ tiêu cực, mà cũng không cần phải cảnh báo, mà khi mà mình cứ nói ngôn ngữ ánh sáng để dần dần con tự 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 hiểu ra, tự ngộ xong hiểu ra và tự tức là tự hiểu rằng là tại sao là mình không không phải không nên làm như thế, thì không biết là em hiểu như thế thì có đúng không ở thầy? Ví dụ đi chị. Ví dụ như là cái ví dụ như hôm qua thầy nói là có con cầm điện thoại mà con dí sát vào mắt chẳng hạn, thì là ví dụ như mình không được, nó không nên nói là cầm gần thì mắt nó kém, rồi là bị cận nó thế kia, mà mình nói là để cầm xa ra để mắt nó sáng. Thì ví dụ mình chỉ nói như thế thì là sau này con có tự hiểu được rằng là vì sao mà mẹ lại bảo là con cầm xa điện thoại ra để cho nó mắt sáng không, thì dần dần con có tự ngộ ra được là cái nguy hiểm mà của cái việc mà mình cầm gần điện thoại mà khi mà mình xem không ạ? Sau này nói với con, sau này lớn lên từ từ nói với con, đó là nói với con á, lúc tại vì bây giờ định hướng là định hướng muốn cho con mắt sáng với lại cầm xa ra, thì nói về con làm theo. Sau đó qua thời gian á, con sẽ lúc con lớn lên đầu óc con mở ra chỉ nói chuyện với con là con hiểu, con sẽ tự hiểu, hoặc là bối cảnh nói sẽ có người nói mà chị sẽ nói cho con để con hiểu được á, là coi gần thì chuyện gì xảy ra làm sao, nên á, là con mới coi xa ra cho mắt sáng, định hướng qua hướng đó. Còn những chuyện mà nguy hiểm thì nó thật ra nói là con sẽ hiểu, nhưng mà mình định hướng là định hướng hướng cho con theo cái hướng mà ánh sáng đó. Rồi có hằng hà sa số cái khác nữa, con đi vậy đi nhanh quá coi chừng té đó, đi chỗ đó nguy hiểm coi chừng té đó, thì nói với con sao con đi chậm cho an toàn. Rồi sau đó mới sao tự tốn lại mới nói con là tại an toàn kiếm sao, thì nói ra Tức là mình không nói tại cái thời điểm đấy á thầy, hay là sau này con lớn mình mới nói nào ạ? À? Em chưa hiểu rõ lắm. chị mà nói liền, hoặc là sau này nói hoặc là nói liền là tùy mình, nhưng mà ngay trong giây phút đó mình phải nhận thức được á, là mình trong đầu của ba mẹ mà có cái gì thì hình ảnh hiện qua con, Không phải điện thoại tại vì nhá. ba mẹ kết nối với con, nên là hình trong đầu của ba mẹ thấy cái gì là con gặp cái đó. Các anh chị có để ý thấy là những gì mà mình có trong đầu, mình thấy con chuẩn bị té thì y như rằng con trượt chân không, thì những cái đó mình không không muốn những chuyện đó xảy ra với con, thì mình định hướng tới cái mình thật sự mong muốn là mình muốn con an toàn. Có nghĩa là tức Cho là con trong hiểu quá biết, cho con, cho cháu, cho những thế hệ con mình hiểu được tại sao phải làm như vậy, thì từ tốn mình nói ra, nhưng mà phải định hướng ba hướng là ánh sáng, thì con trong đầu của con mới lưu giữ được những điều đó. Tại vì nè, mình thường nói con á là sao, con đi coi chừng đụng mẹ nha, đi coi chừng đá nha. Có mấy bạn nhỏ, các anh chị có thấy nói đi đi con đừng có làm này nha, con đừng có lấy cái này, con đừng có nghịch nha, con đừng có đá vô lưng bà ngoại nha, thì chuyện gì xảy ra? Ông đi ngang, ông sẽ làm y chang như vậy, tại vì trong đầu của con á
không có thấy được cái gì gọi là không, trong đầu hiện hình ra thôi. Nên là những gì mà có hình thì ngôn ngữ của con là ngôn ngữ của hình, thì xa ra với mắt sáng, để xa ra với mắt sáng thì con mới làm được. Còn nó để gần, để coi gần thì Ồ, là coi gần với hư thôi, thì sẽ ảnh hưởng tới con. vâng, có nghĩa là trong quá trình mình nói với con, mình có thể nói cảnh báo nhưng mà trong đầu mình sẽ không có những cái hình ảnh đấy, mà mình chỉ muốn là cảnh báo cho con biết thôi. Chứ là nói kiểu 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 lý thuyết bình thường thôi mà không có hình ảnh thì là không có vấn đề gì, mình vẫn có thể nói được đúng không ạ? Nếu làm như vậy thì nếu nếu mà mình cảnh báo trong đầu mình có hình thì nó dính, tại vì thường trong đầu mình thấy rồi mình mới sợ, mình sợ để mình nói con đi vậy coi chừng đó, con đi chậm chậm thôi, con đi coi chừng té đó, ô coi chừng bị phỏng đó, đừng đụng tay vô đây nha, đừng chơi dao nghe con, đứt tay đó, nguy hiểm, đứt tay, thì hiện cái đó trong đầu rồi, trong đầu mình thấy rồi. Nhưng mà mình đâu có muốn con đứt tay, cũng đâu muốn con nguy hiểm, muốn con an toàn. Làm này con chơi khác đi cho nó an toàn, con đi chậm chậm, đi từ từ thôi, từ từ cho an toàn nè, đi từ thôi, con đi từ từ, còn không thôi mình nói gì con làm theo đó à. Mà tại vì ngôn ngữ của con, ngôn ngữ của hình ảnh rồi. Nhưng mà hoàn toàn có thể cho con hiểu biết không, con cần nhận thức được cái gì là quan trọng, cái gì là nguy hiểm thì mình hoàn toàn có thể nói với con, nhưng sau khi nói rồi thì phải định hướng theo hướng ánh sáng cho con. Nên chị hoàn toàn có thể nói với con được hết, nói với con là cho con hiểu biết là để con tự bảo vệ mình, thì những cái đó đều hoàn toàn có thể nói, nhưng mà định hướng qua là định hướng qua ánh sáng. Tại vì em thôi nói những cái mà nguy hiểm đồ đó, cuối cùng trong đầu con lưu giữ toàn những điều đó không à, mà trong đầu mình cũng lưu giữ nữa thì cũng không có lợi. Tại vì mình muốn con hiểu những chuyện nguy hiểm đó là cuối cùng để làm gì, để con tự bảo vệ mình, để con an toàn tự bảo vệ mình, thì phải định hướng qua đó mới được. Rồi bối cảnh chị muốn nói lúc nào thì tùy chị, trước khi ngủ lại lại tâm sự rồi với con, nói với con cũng được mà, hoặc là một bối cảnh khác hai mẹ con rồi tâm sự với nhau, chia sẻ vui vẻ là nói ra con hiểu liền à. Mấy bạn nhỏ thông minh lắm. Vâng. Vậy ơi, em có thêm một câu hỏi nữa là cũng là về cái lý thuận thuận chiều mong muốn này này. Tức là em có bé lớn ấy, thì là bạn là trẻ đặc biệt ấy, tức là xã hội thì bảo bạn là tự kỷ đấy ạ. Thì bạn ấy cũng hơi thừa cân một chút đi, thì là em muốn bạn ấy tập thể dục để cho nó khỏe, nhưng mà bao nhiêu năm nay là cũng muốn là kiểu ép bạn ấy tập và cái khung giờ tập, nhưng mà bạn ấy cũng không 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 thích tập mà cũng kiểu khó chịu. Nhưng mà đợt trước thì em trước khi đến khóa học này thì em có xem trên YouTube ý, là biết về cái nguyên lý thuận chiều mong muốn ấy, thì là em hiểu được rằng là bạn ấy phải tự hiểu được là cái việc có lợi của cái việc là tập thể dục nó tốt cho sức khỏe như nào, thì bạn ấy tự hiểu và tự tự ngộ tự hiểu ra, và bạn ấy tự chủ động là bạn ấy đến giờ bạn ấy tập. Thì bây giờ em cũng đang là định hướng cho bạn như vậy bằng cái cách là em cũng chính bản thân em cũng tập thể dục hàng ngày một thời gian trước một thời gian để cho bạn ấy nhìn thấy là mẹ mẹ vẫn tập, và kiểu kiểu mình truyền cái năng lượng của tích cực của mẹ cho con đấy, và bạn ấy thấy và nói với bạn ấy những cái lợi ích của việc tập thể dục đều đặn hàng ngày. Thì em nhưng mà bạn ấy là trẻ đặc biệt nên em cũng không Những ngày tới chị học nguyên lý hình ảnh đó, nguyên lý vận hành của hình ảnh tâm trí á, thì chị mới làm mới giải quyết được chỗ này. Tại vì ba mẹ, đặc biệt là mẹ phải không thấy con đặc con không thấy con là trẻ đặc biệt thì giúp được con. em có biết đến cái tri thức về cái hình ảnh đấy rồi, và em đang học lại, nhưng mà em cũng có hình con là em không nhìn nhận con là trẻ tự kỷ, Ừ.
Và đúng là trong em không có hình, nhưng mà trong cái quá trình em cũng mới áp dụng cái việc là từ mẹ truyền cái năng lượng tập thể dục sang con. Bà bạn ấy cũng 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 đang tập cùng với mẹ, nhưng mà em cũng cũng kiểu em không được chắc chắn lắm. Hiểu mà, nên cách nói là biết mà, có nghĩa là hình ảnh đó, chị cũng còn đang thấy là con cũng hơi đặc biệt. Đúng ạ. Khi nào chị thấy con bình thường không có gì hết, tại vì rất bình thường, chẳng qua là sao, chẳng qua là một số cái tổng nghiệp đặc biệt của con điện từ đồ thôi, chứ thật con người con mà chỉ ổn định điện từ lại là mọi thứ giải quyết hết. Nhưng anh có quen với người cô đó, cổ cũng là mentor master, có một bé con á, bé nhỏ là hạt nước ở trong đầu, trong não có một cái hạt nước, thì thành ra là ai cũng nói hết, thì nó sanh ra là con hoạt động không như bình thường. Thì rất nhiều năm tháng cổ đau khổ, rảnh là cổ khóc, rảnh là cổ thương con cổ khóc, mà càng thương càng khóc thì bé nhỏ đó càng ngày càng bị kém đi. Thì cho đến khi cổ học được, cổ học được xong, cổ học được tri thức, cổ ngộ ra là bắt đầu mới thấy là không có vấn đề sức khỏe gì hết, chỉ cần bơm máu, có giải pháp thông máu lên não cho con, cho con với dinh dưỡng từ từ phục hồi lại, nuôi dưỡng lại, từ từ giọt nước tan 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 đi. Và đối với mẹ đó đã với con đó là không thấy con đặc biệt, giống như con bình thường vậy đó, ăn với con vui vẻ chơi bình thường với hết. Thì bé nhỏ giờ thông minh lắm, thì nói chung là chị xóa được cái hình đó, tan đi cái hình không thấy. Em biết là chị có nhận thức được rồi, cũng đang quá trình thực hành áp dụng. Thì tới đi, những ngày tới nghe lại thêm lần nữa, không thấy con đặc biệt, không thấy con có vấn đề. Mẹ Với con bình thường, chăm sóc con rồi tập thể dục cùng với con, vui vẻ thoải mái đi cùng với con, thì tớ phải nói ra nói chuyện qua lại thì con hiểu được tại sao con phải làm. Rồi mẹ em thân giáo làm cùng con thì sẽ sống. vâng, là em cũng đang đi đúng hướng ạ. Em cũng Em đi đúng rồi. em cũng tập thể dục cùng với con hàng ngày luôn, và con cũng bắt đầu tham gia vào cái việc tập với mẹ. Cũng không khó chịu như trước nữa, chỉ nó chưa được tập trung lắm thôi, nhưng mà cũng là bạn ấy không khó chịu nữa, thoải mái vui vẻ hơn. Đúng hướng rồi đó. Rồi từ từ cái tan luôn, không thấy con đặc biệt gì nữa luôn, con bình thường. Con mẹ mà thấy con bình thường thì con mới bình thường, tại vì giờ hiện nay ai chứa đựng con ngoài mẹ đây? Chị, chỉ có chị mới làm được. Vâng, em cũng đồng hành cùng với con em từ Tết đến giờ là cũng gần 4 tháng rồi ạ. Liên tục sát sao và giữ cái hình ảnh con không có vấn đề gì và con có thể trở thành bất cứ ai ấy. Con của em 4 tháng rồi cũng cũng tiến bộ nhiều và nhanh hơn so với 10 năm trước ấy. Em phải đồng hành cùng với con 10 năm nhưng gần như là mình cũng bị áp lực và đau khổ nhiều. Cho nên là cái sự tiến bộ của con nó không được nhiều. Nhưng mà từ ngày biết đến tri thức là em cũng đã thay đổi cái quan niệm của mình về con ấy. Em cũng đã nhìn nhận con khác. Và đúng là trong cái thời gian 4 tháng vừa rồi thay đổi rõ rệt ạ. Ừ, tốt hơn rồi đó. Rồi sau đó ra muốn gặp lại á, chị không thấy là 4 tháng nay đã con đã trưởng thành nhanh luôn, tại vì con bình thường có gì đâu mà nhanh. Hiểu không, hiểu hiểu Vâng. hiểu hiểu có nghĩa là con bình thường đâu có gì đâu mà trời, con đã tiến bộ lắm rồi. Dạ không, tại vì con không bình thường, thấy con không bình thường nó mới thấy tiến bộ nhanh. Cái từ từ chị quen chuyển dịch qua thấy con rất bình thường, nên không có gì gọi là nhanh nữa hết, không có gì vượt trội nhanh nữa, con như đứa trẻ bình thường. Sau đó làm lớn những hình ảnh tốt mà con có lên á, làm lớn những điểm tốt nó lên. Đúng rồi, hôm nay nghe thầy nói đúng là về cái việc là không phải là con tiến bộ mà con vẫn đang bình thường, là em mới được nghe đang có cái tư duy là con đã tiến bộ so với trước rất nhiều. Tại tiến bộ có nghĩa là so sánh với lại cái gì đó rồi, là so sánh với việc là trước đó con không bình thường nên bây giờ thấy con tiến bộ, có nghĩa là mặc định đã, điều đó có nghĩa là hình ảnh trong đầu mình đã thấy con có sự tiến bộ, có nghĩa là con là đứa trẻ đặc biệt. Khi nào chị xóa luôn, chị không thấy có gì luôn,
không thấy có thay đổi, không thấy có gì, chỉ biết còn là con tốt lên mỗi ngày, chỉ biết là con vui vẻ tốt lên mỗi ngày mà không thấy có vượt trội gì, không thấy có sự chuyển biến lớn, thì lúc đó có nghĩa là chị đã tàn hình. Vâng, chắc em còn phải học tập và rèn luyện nhiều thì mới mới đạt được cái cảnh giới Ồ, đấy ạ. trong một tích tắc, trong tích tắc là tan đi, trong một tích tắc thôi, không cần phải luyện, tại vì cái này luyện không được, Vâng. cố gắng không cố gắng được, chỉ có chỉ nhận thức được là con không có vấn đề, tại con chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, điện từ ổn định, tại thân con người mình á, có thân là thân đại, thì trong đó có điện, đất nước khí lửa điện, rồi còn mấy phần khác nữa, mấy ngày tới học, thì trong đó chỉ cần điện từ ổn định là những cái gì thuộc về thần kinh là giải quyết hết. Điện từ ổn định thì có cách nào làm sao để điện từ con ổn lại, vậy thì điện từ của mẹ phải ổn, mẹ nhắc tới con không thấy không có trạng thái âm thì chị đã có đạt được rồi đó, nhắc tới con không có trạng thái âm Vâng, rồi, cũng đừng thương con, cũng đừng có thương xót gì, tại vì con bình thường, chỉ có thương yêu con thôi chứ không thương xót con, cũng không con tiến bộ, không có gì chúc mừng, tại con bình thường mà có gì đâu chúc mừng, nhưng vâng. chỉ có là hình ảnh tốt lên, con đã gánh vác hơn, con nó biết nói cảm ơn mẹ hay con làm gì, làm lớn những điều đó lên thì ngon thì được. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. À. Hôm nay em nói chuyện em cũng vỡ ra được nhiều điều và em cũng mong sớm đạt được cái ngày đấy ạ. À. Đúng rồi, Vâng. bữa nữa cứ tiếp tục bám sát học tập, chỉ tích tạo được công đức phước đức á, những ngày tới học cách tích, học cách tích tạo được công đức phước đức, nó sẽ tan hình, thì đừng cố gắng thay đổi gì hết, nó sẽ tự tan đi. Cái Tại người dính cái keo biết quá, ơn thầy ạ. À. càng nó càng dính, chỉ có buông đi thì nó tự tan, nhưng mà không phải nó suông, không phải nó suông học đâu, những ngày tới ha, những ngày tới học sẽ nắm bắt. Vâng, em biết ơn thầy ạ. Em xin hết ạ. Dạ, làm lớn những hình ảnh tốt của con lên hen chị, hình ảnh của mẹ về con quan trọng lắm, sự gắn kết Vâng. của mẹ Mẹ kết lớn lắm. bé bây giờ Dạ, biết ơn chị. mẹ em biết ơn thầy. Xin mời Sa. Hờ thì sao? Dạ, em biết ơn thầy đã cho em cơ hội để được chia sẻ. Hôm nay thì em có một cái bài học mà em ngộ ra và một nghi vấn. Bài học thứ nhất em xin phép được chia sẻ bài học của em, đó là ở hôm hôm qua thì trong buổi học em đã được học là có câu hỏi nghi vấn ngộ hiểu và chuyển hóa, thì em đã học trên YouTube khóa 27. Thì lúc mà em học đấy, em học đến buổi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì em là ui mình phải học để mình chuyển hóa, mình làm sao để mình chuyển hóa được nhiều nhất đây, mà mình không có hiểu. Mình không có hiểu và mình không đặt câu hỏi nghi vấn là à mình làm sao để hiểu kiến thức này để mình ngộ cái này, mà em chỉ tập trung vào là ôi mình không để chuyển hóa, mình không để chuyển hóa càng nhiều thì mình càng thay đổi. Xong rồi cứ mãi không chuyển hóa được. Thế là hôm qua em học buổi Zoom, thế là em ngộ ra hóa ra là cái mình học cái buổi trước là mình toàn tập trung vào để mình chuyển hóa mà mình không hiểu kiến thức đấy, mình không ngộ kiến thức đấy, nhưng mà mình lại tập trung vào là mình muốn chuyển hóa và mình không đặt nghi vấn nhưng mà tập trung vào mình chuyển hóa, nên là kết quả nó không được như ý. Ở đây là bài học mà em đã ngộ ra. Và em có một cái nghi vấn nữa, đó là ở nguyên lý ánh sáng thì lấy cho ánh sáng vào bóng tối, thì em đang hiểu là ánh sáng là ví dụ như là bây giờ em đang gặp vấn nạn về tiền, em đang nợ chẳng hạn, thì em muốn là hết nợ, thì em muốn hết nợ, em muốn dư giả, thì em nghĩ là ánh sáng là em nghe thấy nói biết về việc dư giả, em nghe thấy nói biết về kiến thức về cách quản lý dòng tiền, thì em không biết là ở cái ánh sáng theo cách hiểu của em đã đúng hay chưa ạ? Được, trời phải là làm sao để đủ đầy chứ không phải làm sao để hết nợ, Làm sao tại vì thôi hết nợ này xong tới nợ khác. đấy. Làm sao để đủ đầy thì lúc đó mới ánh sáng trọn vẹn, tại vì đủ đầy thì tự nhiên dư giả. Làm sao phải đủ đầy? Tôi làm việc thì
đủ đề, làm sao để đủ đề. Sao hiểu, sẽ hiểu ý đó ha. Là em hiểu, là em biết ơn thầy. Rồi thì từ từ nghi vấn đó nó mới phát sinh ra. Nó phát sinh là vậy thì là làm sao ta phải có tri thức gì, có nhận thức gì về tài chánh đây. Lúc đó mới bắt đầu học tập, học xong mới ngộ được. Còn người học với một nghi vấn là làm sao tôi học để cho tôi hết nợ, thì nghi vấn đó sẽ cho mình ngộ ra những cái chỉ có hết nợ thôi, mà thậm chí dính luôn chữ nợ trong đó, trong đầu mình cuối cùng nợ hoài. Nhưng mà làm sao để đủ đầy thì nó ngon hơn. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ em thưa thầy là em mới hiểu là ánh sáng là nghi vấn thuận chiều mình mong muốn. Và Nguyên khi lý nào á, tất cả những nguyên lý kích hoạt não và nguyên lý thuận chiều mong muốn á, nghi vấn thuận chiều mong muốn đều là ứng dụng của nguyên lý ánh sáng, nghi vấn theo chiều hướng ánh sáng. vâng. Lý ánh sáng là một nguyên lý xuyên suốt mà mình cần làm trong cuộc đời mình. Ứng nào thì mới ứng dụng một kích hoạt não nè, động có bài học tập đắc ngộ ra, động kiến tạo những nghi vấn thuận chiều, chủ động suy nghĩ và những lời nói hành động của mình đó thuận theo chiều mình muốn, thì đó là ánh sáng đó. Dạ vâng ạ, em hôm nay em đã học được bài học rất tuyệt vời ạ, em biết ơn thầy ạ. Không biết mọi người đã chứa đựng em ạ, em xin mic lại cho thầy ạ. Dạ. Hôm qua em nói em ở Cao Bằng hả? Phải không? Dạ không, em ở Điện Biên ạ. Biên, ở Điện Biên. Nó lộn. Biết ơn em. Biết ơn sao? Xin mời cha Thảo. Mà biết được rồi đó. Dạ vâng. Em biết ơn thầy đã cho em cơ hội được chia sẻ. Và cái bài học tâm đắc hôm nay em ngộ ra là trước đây khi mà mình gặp một cái vấn nặng bất như ý ấy, thì mình thường ra câu hỏi là tại sao lại có cái này, tại sao nó lại đến với mình, tại sao mình lại tiêu cực, hoặc là tại sao mình lại có vấn đề này. Thì hôm qua khi mà được thầy nói về mà đặt nghi vấn thuận chiều mong muốn ấy, thì hồi em mới suy nghĩ lại về những câu hỏi của mình thì mình đặt ra thì nó toàn tiêu cực thôi, nó đặt ra thì nó không có câu trả lời cho mình, và nó càng đặt ra thì càng khiến cho mình nó càng đi xuống ấy, nó không đi lên. Và một cái nữa là về cái tích cực kia ấy, thì hồi kia em cứ nghĩ là tích cực là mình khoát lên những cái kiểu như là mình rất là buồn thì mình cứ nói là ui mình vui lắm, hoặc là ui mình thế này thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra thì trong thân tâm mình muốn vui, mình buồn mình muốn vui, nhưng mà mình toàn nói những cái kiểu nói những cái lời mà nó trái với cái sự mong muốn của mình ấy. Thì hôm qua khi mà được thầy khai sáng thì em đã đặt lại cho mình những cái câu hỏi mà thuận chiều mong muốn của mình là làm sao để mà mình có năng lượng tích cực hơn, làm sao để mà mình vui hơn, và làm sao để mà mình cũng có thể tạo được một cái mối quan hệ tốt với bố mẹ này, hoặc là với đội nhóm của mình nữa. Dạ, đây là bài học mà em ngộ ra ngày hôm Con nay. đi chào đi ạ. Em biết ơn thầy. À, Dạ, đặt lại được nghi vấn ha. Rồi, tốt vậy. Đang em cha Thảo đang có nghi vấn gì? Đang đặt lại gì và đang có nghi vấn gì? Trong cuộc sống á, kiến tạo lại nghi vấn của mình đó. Tại vì con người chỉ cần kiến tạo lại nghi vấn là cuộc đời thay đổi. Không thôi tới ngày cũng phải quay lại kiến tạo nghi vấn lại à. Và đứng trước những ngã rẽ, những cái biến cố hoặc là những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống mình đó, kiểu giữa ngã ba đó, anh chị đặt nghi vấn gì cho ra con đường khác nhau.
đứng giữa cái quyết định nè, hoặc là có việc gì xảy ra trong cuộc sống mình, thì mình đặt nghi vấn theo hướng nào, nó sẽ dẫn ra hai những con đường đi khác nhau hoàn toàn. Nên chỉ cần nghi vấn thuận chiều được, nghi vấn mà thuận chiều mong muốn là cuộc đời người đó xong rồi đó, không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Tại vì nghi vấn thuận chiều thì sẽ ngộ thuận chiều, mà ngộ rồi thì sẽ chuyển hóa. Nên là chỉ cần có nghi vấn thì mặc định là chuyển hóa, đương nhiên chuyển hóa. Đó là cái sức mạnh rất lớn của cái nguyên lý ngày hôm qua. Dạ em biết anh thầy ạ. Rồi thôi, Em tính mọi hỏi người đang làm. nghi vấn. Cứ ghi lại hết đi ha, ghi lại nghi vấn đi, rồi có giao lưu gì thì giao lưu sau ha. Em cha Thảo là có trước đây có một mentor tên là Thảo Công Minh, không biết là có liên quan không? Dạ không ạ. Thảo cũng họ. Nhưng À. mà Dạ, tại tên đặc biệt đó nên là nhớ. Họ là họ Thảo hả cha? dạ đúng ạ, em họ Thảo, Thảo Thị Cha. Thảo thì cha là ở đâu ta? Em ở đâu? Em ở Điện Biên Điện Biên là em. cái bên hả? Nói cái Dạ bên gái tên xa hả? vâng. Đúng ạ. Hẹn chi bữa thấy hai người đi qua đi lại cười cười. Ai biết ơn cha. Xin mời Huỳnh Vũ Hoàng. Dạ em chào thầy, trân trọng biết ơn thầy Nhật Anh đã gọi em chia sẻ, biết ơn các lý đã chứa đựng và lắng nghe em. Thì em xin tự giới thiệu xíu, em tên là Huỳnh Vũ Hoàng, sinh năm 1989 và em năm nay 20 tuổi ạ. Em là bạn hồi cấp 2 của thầy Quỳnh Hoàng Sơn á thầy. Nhưng mà thật Dạ. ra thì cũng là nhân duyên thôi, tại vì em biết tới quýt đó là nhờ chị Bạch Trang có gửi cái khóa ghi âm K20 cho em nghe, khi mà cái nội tâm em nó cũng chưa có ổn định đó thầy. Thì lúc đó là chị gửi cho em nghe, thì em vô cái lớp mà nội tâm của thầy thầy Toàn, xong rồi em mới biết được cái lớp thay thay gương đổi cốt của thầy Quỳnh Hoàng Sơn á. Thì lúc em vô thì em cũng cũng ngạc nhiên lắm, tại vì tự nhiên gặp gặp bạn học cấp 2 mà lại là thầy, em cảm giác rất là ngưỡng mộ thầy. Nhưng mà em học cái nội tâm này thật ra em cũng học, em cũng chưa có ngộ nhiều, do là em bận con nên em cứ học lúc này lúc kia á thầy. Thế này em mới đặt ý là em học lại cái K30. Em cũng biết là cái mong muốn mà thuận chiều, mong muốn mà tiêu cực với lại tích cực cái này, thì em hay hay rất là mong muốn là có tích cực, nhưng mà khi mà mình nói ra lúc nào mình cũng nói tiêu cực cái này. Giống như là em hay nói là sao con cứ coi điện thoại, con cái này nọ thầy. Thì lúc mà khi mà em học cái này thì em đã biết rõ cái mong muốn của mình đó, thì em đặt lại là tích cực. Con học bài rồi các kiểu này, thật ra thì con em cũng rất là ngoan, rất là nghe lời thầy, nhưng mà mình làm như mình mong muốn nhiều quá đó, thầy, nên đâm ra là lúc nào mình cũng mong cầu đó, người này người kia thay đổi hết á. Mà bản thân mình thì mới học đây á, cái em bị giống như kiểu như là em dương quá cái em hóa âm ở đây. Lúc mà em biết được cái tri thức này á, cái em cảm giác là em rất thích luôn. Xong rồi em cũng mong cầu là chồng em thay đổi, con em thay đổi, xong rồi cái họ giống như lúc đầu thì họ cảm giác là em có thay đổi, em vui vẻ hơn này nọ. Nhưng mà cái chừng mà em học xong thời gian thấy em bị âm lại á thầy, tại vì chồng em với lại con em chưa có tiếp nhận được á, cái đâm ra em cảm giác là em bị sân si với thầy, khó chịu, cái em cáu gắt với mọi người. Thì bây giờ em đặt ý là em học lại cái K30 này á thầy, cho cái nội tâm em nó ổn. Rồi em cũng thấy là bây giờ là mọi thứ nó cũng cũng đỡ dần hơn á thầy. Chồng em cũng cảm nhận là em giống như là ánh mặt, dù là thấy em sao cứ học hoài, cái gì mà ngồi mà học miết vậy thầy. Tại vì em cũng có học khóa tư duy của cô Quế Minh thì em cũng vỡ ra
nhiều thứ lắm. Bây giờ em có nhiều bài học ấy lắm, mà nhất là cái mà rào cản của em là hay tầm thường hóa bản thân á, cứ nghĩ mình dở cái này, không làm được gì hết. Nhưng mà cô nói là khi mà mình ghi nhận bản thân mình đó, là mình lấy chồng rồi mình sinh con là một cái gọi là cái vĩ đại rồi, sau đó mình không biết làm gì, xong rồi ở nhà mình làm công việc nhà rồi mình giúp đỡ chồng con cái kiểu. Tại vì em nhà em là mở xưởng sản xuất băng keo á thầy, em cũng giúp chồng em làm kế toán rồi phụ chồng em làm này làm nọ, nhưng mà em cảm giác là em chưa có làm được cái mong muốn của mình đó, nên em cứ cứ bị trong cái nội tâm em nó cứ dằn vặt đó thầy. Cứ thấy mình cứ sao mà ở nhà cứ loay hoay làm mấy cái chuyện nội trợ này nọ, nhưng mà chính bản thân em không có ghi nhận mình đó, nên em cảm giác là em dở đó thầy. Thì khi mà học được 6 cái rào cản này thì em cũng biết là mình đang tầm thường hóa bản thân của mình, trong khi đó mình cũng rất là nhiều thứ, nhưng mà lấy chồng rồi sinh con rồi nuôi dạy hai đứa nhỏ rồi làm kế toán cho chồng, rồi rồi làm công việc nhà rồi các kiểu rất là nhiều luôn á này. Mà nhiều khi em làm nhiều quá cái em năm gà em cũng bị khó chịu với lại chồng con á thầy, trong khi chồng em thì thật ra là rất là tuyệt vời luôn, nhưng mà có nhiều cái thì em cứ mong cầu nhiều quá này làm cho là bản thân em không có được vui vẻ này, nên em bây giờ em đặt ý là em học lại cái ca nội tâm này để cho cái nội tâm em nó ổn này. Tại vì tài chính của gia đình em cũng không có được ngon, bây giờ em mới biết là đặt chuẩn điều mong muốn là làm sao để mình được đủ đầy, giống như nãy thầy Nhật Anh mới nói này, chứ em hay nói về nợ nần lắm à, như nhà em còn nợ xe mới mua xe tải rồi còn trả góp đủ thầy còn nợ này, nhưng mà bây giờ em lại nghĩ thoáng hơn, tại vì mình có nợ có ấy thì mình mới có động lực nhiều để mình vươn lên đó thầy. Em cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Bản thân của người phụ nữ á, mà học tập, bản thân của người phụ nữ mà bước bước ra, có nghĩa là chịu đi học tập thì đã là quý nhân của gia tộc rồi. Em biết Người ơn phụ bà. nữ học tập á, là quý nhân của gia tộc. Em Bởi vì có ứng tuyển vô nhà giáo dục gia đình đó thầy. Em có đăng ký đường link rồi, đang chờ cô Thiên Hà để phỏng vấn. Tại vì em thấy cái đó là khi mà thầy toàn quảng bá này, em cảm giác là nó rất là hợp với mình đó. Em mong muốn là mình sẽ học cái đó. Dạ. ủng hộ, ủng Dạ, hộ. cảm ơn thầy. Rồi người phụ nữ có thể an vui được, an vui, trân trọng biết ơn và bao dung được thôi, đã là một cái quý nhân của gia tộc, hỗ trợ rất lớn cho chồng và trợ rất lớn cho con, và bản thân người phụ nữ đó tự khắc có giá trị. Dạ thầy, em biết ơn thầy. Nên chị đừng thấy mình tệ gì hết á, đừng thấy phải học để nè, học quá là không phải để, không phải học là để thay đổi bản thân luôn, Dạ. không không thấy mình có vấn đề thì lúc đó chị học mới được. Dạ. Học là đủ đầy và học để an vui hơn, học để có an vui, bao dung, trân trọng biết ơn, Dạ. thì tâm cứ thoải mái mà vậy đó, cứ thoải mái học thì có kết quả. Em cũng Rồi muốn thôi. lên chia sẻ nói, tại vì nhiều khi em giơ tay cũng muốn giơ tay hoài à, nhưng mà cũng hồi hộp với thầy nên không có giơ tay để chia sẻ. Hôm nay cũng vượt lên để giơ tay để nói để mọi người có thể chứng được em đó thầy. Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Dễ thương quá mà, Dạ dễ thương là bạn của thầy Sơn nữa, còn dễ thương nữa. Chị dạ không Thật biết. ra là em rất là bất ngờ và ngưỡng mộ thầy Sơn luôn. Em không nghĩ là bạn học của em lại là thầy giáo. Em cứ như thầy thôi, em kêu thầy Sơn. Em giờ em càng không có kêu Sơn luôn thầy. Kiểu như em ngưỡng mộ, em thích. Em Anh không một không mình. nghĩ là bạn em vô cái tổ chức mà nó trân quý những cái tri thức này lắm luôn thầy. Cái em thấy thầy với thầy Toàn với thầy Sơn sao có nét giống nhau, nói chuyện cũng tựa tựa với nhau. Rồi, rất là ba tổng bốn tầm Dạ, tự nhiên tới ngày không biết gặp ơn lại, tới ngày gặp lại bạn mình cái kêu thầy bà. thầy.
Nhân viên ngộ này. Dạ. Vậy Cảm hay chị, người phụ nữ dành ra bản thân người phụ nữ là đã có giá trị, Dạ. à, nên đừng thấy mình có vấn đề gì hết á, không có vấn đề gì hết. Dạ. Phụ nữ của chị năng lượng của trân trọng biết ơn mà. Dạ. Ừ. Biết Rồi, ơn thầy. những ngày Dạ, tới học biết tập, ơn cả nhà. ừ, không thấy có vấn đề gì là được. Dạ. Dạ. Sao hồi nhà hôm qua mẹ với ba cãi lộn? Ôi Đâu có cãi cười. lộn, xin Đâu có cãi lộn. mời Con chúc Quyên. dạ. Dạ Dạ yeah. cãi dạ em tắt mic dạ em chào thầy, em chào cả nhà. Dạ biết ơn thầy là em đã gọi tên em thì em cũng hơi run một chút xíu. Dạ em xin giới thiệu em là Trúc Quyên, 20 tuổi, còn tuổi thiệt của rồi. em là sinh năm 93. Ra ngoài lấy một cái thau á, đi đi lấy một cái thau đi, hay lấy cái rổ cũng được, Dạ sao hả thầy? đi đi lấy cái thau cái rổ đi rồi hẳn nói chuyện. Hết run rồi đây. Tùng quá tiền nó lọt ra, tiền nó văng ra hướng lại. Dạ cảm ơn thầy đã đánh lạc hướng cái cơn run của em. Dạ thì em xin giới thiệu là em đã được học quýt được 6 tháng rồi, thì hôm nay là lần đầu tiên em được xuất hiện trong lớp trước mặt mọi người để là quen với mọi người. Cái lần đầu tiên mà khi em được học quýt đó là học lại từ cái khóa ghi âm khóa 18 do một chị nhân mạch của em là chị Hường gửi cho em. Thì lúc đó là em trong trạng thái là chưa có biết, gọi là chưa có hiểu gì về năng lượng và tần số rung động gì hết á. Chỉ biết là mình cảm thấy mình hay cảm xúc nó cứ lên xuống thất thường mà mình không có thể kiểm soát được. Lúc đó thì rất là vui, lúc thì lại kiểu rất là tiêu cực và không có kéo lên được luôn. Thì sau khi học cái khóa 18 gần như là vô cái bài đầu tiên, một vài bài đầu tiên thôi là em đã cảm thấy mình tìm đúng cái con đường rồi á. Em còn nhớ là lúc đó em đã học thầy Nhật Anh ở cái bài và suy nghĩ tích cực và suy nghĩ tiêu cực, rồi thầy còn dẫn chứng là hình ảnh của ai đó cho mình coi, hình của chồng mình ngoại tình hay như thế này như thế kia thì mình phải như thế nào. Lúc đó em rất là trời ơi, em cảm thấy là giống như là em tìm đúng cái nơi mà em cần phải gặp luôn. Thì đợt này thì em lại được thầy Nhật Anh gọi tên nữa cho nên em rất là hạnh phúc. Dạ thì Tại vì giơ tay mà, tại vì dạ nó giơ gọi thôi. dạ giơ tay nhưng mà cũng run lắm, cũng 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 may mắn lắm mới được gọi á thầy. Thì cái bài học tâm đắc ngộ ra của em ngày hôm qua em cũng muốn chia sẻ để cho mọi người chứa đựng em. Thì giống như là câu chuyện trước đây đi, em luôn thắc mắc là tại sao em cứ không có kiểm soát được cái cảm xúc và cái năng lượng của mình. Nó cứ lúc thì rất là vui, lúc thì rất là bị tiêu cực và ảnh hưởng đến bản thân nè, rồi ảnh hưởng đến những cái người xung quanh của mình nữa. Thì nhiều khi em rất là buồn, kể cả cái việc là em sẽ đi tìm rất là nhiều cái chuyên gia để có thể giúp em, như là đi chữa lành bằng nhiều cái phương pháp, nhưng mà nó cũng không có thể ổn định được. Thì em cứ luôn thắc mắc là chả lẽ không có cách nào hay sao, và làm sao mình có thể được tốt hơn như vậy. Thì khi mà mình thắc mắc như vậy á, cho nên là những cái người đến với em sau này cũng sẽ là những cái nhân duyên và những cái nhân mạch giúp cho em có thể biết đến quýt và có thể có một cái cộng đồng xung quanh em. Bây giờ là toàn là những anh chị mentor master mà ai cũng là một cái điểm mà em có thể là cân trung bình cộng của tất cả những anh chị ở đây luôn á. Mỗi lần mà em có cái cảm xúc nào đó nó không ok thì gần như chỉ cần nói chuyện với anh chị vài câu thôi thì năng lượng em Hay nó cũng tốt trở lớp lại. ạ. Với lại á, một câu chuyện mà em cảm thấy là mình đã chứng minh được cái việc đại nghi đại ngộ gần đây nhất của em luôn, đó là em có một cái startup. Một em có lúc đó em đang đi làm thì em cảm thấy là em đi làm thì nó rất là tẻ nhạt, ví dụ như hàng ngày á, thì
đến 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 công ty xong rồi đi về lãnh lương hàng tháng xong cũng tiêu hết cho những cái thú vui giải trí khác mà mình không có học hành, không có cái gì vui hết trơn á anh chị. Thì em suy nghĩ là trời, chả lẽ bây giờ mình cứ làm ngân hàng như vậy hoài thôi thì không có cái gì để gọi là hạnh phúc hết, thì em quyết định em nghỉ việc luôn. Ai cũng nói em rất là liều lĩnh thì em ra em mở một cái cửa hàng về cây cảnh này kia lượm nữa. Thì suốt 6 tháng em cứ vừa học quýt rồi vừa làm, vừa học quýt vừa làm. Nhưng mà đâu đó là lúc đó là cái kiến thức về kinh doanh của mình không có, cho nên là mình thất bại á, thì em làm không có hiệu quả cái business của em. Thì gần đây nhất là em quyết định là em sẽ đóng cái business luôn. Mà em cứ thắc mắc là ủa bây giờ mình không còn cách nào để có thể làm cho nó có ý nghĩa hơn, khi mà mình quyết định mình đóng cái này thì mình có cái gì để cho nó có giá trị một chút xíu không. Ít ra mình cũng đã đầu tư rồi, cũng đã tâm huyết và tất cả mọi người cũng rất là ủng hộ nữa, mà không lẽ bây giờ mình cứ đóng như vậy không còn cách nào nữa hả. Thì gần đây nhất luôn thì em quyết định là em chuyển cái mô hình lại đó thầy. Thì thầy em có chia sẻ với mấy anh chị mentor master của em á là em sẽ làm cái không gian của em không phải để chỉ để bán cây cảnh nữa, mà em sẽ làm về những cái workshop chia sẻ về để phát triển bản thân, và em sẽ làm một cái không gian để cho mọi người đến đây để chia sẻ kiến thức về sách và để lan tỏa giống như là gieo gieo những cái kiến thức và gieo duyên cho tất cả mọi người có thể biết đến những cái kiến thức này cũng như là biết đến quýt. Thì em cảm thấy cái niềm vui của em nó nhân rộng ra rất là nhiều luôn, và gần như 2 tuần nay á em tập trung chỉ để em cải thiện cái không gian và em đi kết nối lại với tất cả mọi người. Xong rồi ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là phía sau em nó đã có cái kệ sách rồi đó mọi người, là những cái anh chị đầu tiên đã góp cho em những cái quyển sách đầu tiên. Em lấy cái dự án này giống như là gieo mầm tri thức á, giống như mình sẽ cho tất cả mọi người tiếp cận tri thức từ 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 từ, thì em nghĩ là một lúc nào đó em sẽ đủ cái nhân duyên để em có thể học mentor cũng như master giống các thầy cô vậy, có thể tự tin để chia sẻ mà không có còn bị run nữa. Vài bữa nữa đăng ký học doanh chủ đi. Dạ, em có phỏng vấn doanh chủ khóa 1 với thầy Nhật Anh, nhưng mà lúc đó em cũng rất là trăn trở là bây giờ nếu mà em bỏ tất cả mọi thứ để em đi học doanh chủ á, thì gần như là nó giống như nó đang chưa có được thuận cái chiều chiều mong muốn của em, cho nên nó chưa có thuận theo nhiều kiểu lắm, ví dụ như về tài chính và về gia đình hiện tại ba mẹ cũng đang chưa có thật sự gọi là hiểu và ủng hộ em á. Thì em nói là trước sau thì em cũng sẽ đi học doanh chủ lại thôi, nhưng mà bây giờ em sẽ đi lên trên bờ cái đã, rồi em phải chuẩn bị cho cái con đường phía trước của em để em học doanh chủ, thì mọi thứ nó phải được sự sự đồng ý từ gia đình nè, rồi có phải một cái nền tảng về mối quan hệ của em. Bây giờ em cũng sẽ dành thời gian ra em chăm sóc lại, tại vì em chỉ mới vô quýt có 6 tháng à, nhưng mà em đã thấy những cái sự chuyển hóa rất là gọi là không thể hình dung được luôn á. Sau khi em vô quýt đó, thì em cũng có mời những bạn bè của em vào cùng tham gia. Hiện tại giờ em những người bạn của em cũng cũng đã học quýt và cũng rất là say mê những cái kiến thức này luôn. Thì em thấy là không có gì phải vội hết, giống như thầy chia sẻ cái câu đó là đã thấy đích đến thì không có gì phải vội, cho nên là em mới quyết định là bây giờ em cứ tham lam là em đi học khóa dân chủ khóa 1, nhưng mà em phải chèo lái cái con thuyền rồi động cơ nó phải cực kỳ mạnh luôn, cho nên là thôi em cứ từ từ trong khoảng thời gian này em sẽ tiếp tục em gieo nhiều cái nhân duyên lành hơn, ví dụ như em cho mọi người đến đây đọc sách rồi chia sẻ, ví dụ những anh chị mà muốn còn một cái lớp để dạy á, thì mấy anh chị mentor master có thể liên hệ em, thì em cũng sẽ cho mọi người đến đây để mà có thể chia sẻ hoặc là trao đổi những cái chủ đề liên quan tới sách, hoặc là cái quyển sách mà em muốn mọi người biết đến nhiều nhất đó là Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời ạ. À, cho nên sắp tới chắc chắn em sẽ giới thiệu cái quyển này cho những anh chị đến đây. Và một cái nữa là bây giờ em cũng vừa mới đi làm lại luôn. Lý do tại sao em đi làm lại thì có thể là em đang tập trung cho vấn đề là xây dựng cái tài chính, nhưng mà tâm thế của em á khi đi làm lại nó cực kỳ khác với trước đây luôn. Có nghĩa là nó không có còn cảm giác là mình đang đi làm để kiếm tiền nữa, mà tự nhiên nó hạnh phúc lắm, giống như là cái công việc này nó đang giúp cho mình có tiền để mà mình làm những việc ý nghĩa khác á. Cho nên là em đi làm em rất là vui, kể cả sếp em mắng em hay là em nhiều khi ngày xưa có thể là cũng là câu nói đó em sẽ rất là overthinking, có nghĩa là em nghĩ là tại sao bà lại nói với tôi như vậy, nhưng mà bây giờ em lại cảm thấy rất là vui, có nghĩa là em vẫn cười riết mà em cười riết mà chỉ cảm thấy là
ủa sao nhỏ này nó dễ thương chứ vậy. Mình nói gì nó cũng cười chứ. Mà ngày xưa thì ngược lại thì em đã rất là cảm xúc, nhưng mà bây giờ là đi làm thì lại cảm thấy công việc này nó giúp cho em có tài chính nè, giúp cho em có một cái sự an tâm về một cái mối quan hệ xã hội và kiến thức, để mà cuối tuần thì em sẽ lui về cái cửa hàng của em để em tập trung em chăm sóc cái cửa hàng và xây dựng cái kế hoạch để vào mentor. Em cũng đặt ý là năm em sẽ thi Iron Man nữa, cho nên là hôm nay là buổi đầu tiên em chia sẻ, thì sắp tới em sẽ xuất hiện thật nhiều, cho nên là các anh chị hãy chứa đựng em nha. Dạ. Chúa rồi đó, xuất hiện vậy Dạ là người đợi mình. em biết ơn thầy ạ. Rồi, tặng cho một chữ, tặng cho hai chữ trước khi bye bye nhau. Dạ. Đó là làm kinh doanh thì tập trung vô đây nè. Làm kinh doanh thì tập trung vô cho đi giá trị. Suy nghĩ hết nhiều nhất có thể, đặt hết lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của mình, nhưng không hạ thấp lợi ích của mình xuống. Dạ. Và suy nghĩ nhiều nhất có thể mang tới giá trị gì cho những người phục vụ cho người khác, mang tới giá trị nhiều nhất cho họ, và giá trị trọng điểm trị gì, Dạ. thì xoay quanh hai chữ này. Đây là một quy luật kinh doanh, phải thuận theo một quy luật, đó là quy luật giá trị. Hỏi đi, vài bữa nữa hỏi mấy master á, có bốn quy luật con phải thuận trong quá trình làm ăn kinh doanh, đó là phải thuận quy luật thu hút, quy luật ảnh hưởng, quy luật giá trị và quy luật chuyển hóa. Bốn quy luật Dạ. đó, thuận dòng, thuận bốn cái này thì kinh doanh mới được. Nhưng mà tập trung cho đi giá trị ha. Dạ. Còn thời gian ngắn không có, với lại cũng không nói hết, tại vì học phần này nó thuộc về một học phần sau này nè, sau này có mới có thể nói tới. Nhưng Dạ. mà có cảnh của Trúc Quyên nên thầy xin gửi tặng Trúc Quyên, tập Dạ trung. em rất là cảm động á thầy, em rất là xúc động luôn, cho nên là em cũng đang đi đúng hướng là sẽ cho cái giá trị nhiều hơn là mình bán một cái món chỉ là vật chất thôi. Ví dụ em mua rẻ rồi em bán mắc, chỉ được cái lúc nào mình cũng cảm thấy lòng tham của mình á nó bị ảnh hưởng. Ví dụ trước đây em không nghĩ nhiều tới lòng tham, nhưng mà khi mà bước vào thương trường á, tự nhiên mình bắt đầu mình so sánh giá với các đối thủ và lời ít lời nhiều, thì em làm cảm thấy là mình nghĩ cho bản thân mình quá nhiều. Nhưng mà khi mà Ừ. quyết định em buông á, Đó không phải kinh doanh. khi em quyết định em buông rồi, em nghĩ là em sẽ tạo ra cái giá trị và đưa những cái phi vật chất vào, và mình làm phát triển cho mọi người biết đến những kiến thức phát triển bản thân, thì em lại cảm thấy em rất là hạnh phúc. Cho nên là thầy viết cho em hai từ này em rất là đón nhận và em rất là xúc động ạ. Em biết ơn thầy ạ. Dạ, tìm đi ha, nghi vấn, nghi đặt nghi vấn liên quan đến đây, bốn quy luật á. Cho cái gợi ý là có bốn quy luật cần thuận trong kinh doanh, trong cuộc đời luôn, cũng phải thuận theo luôn. Thu hút trước, trước khi cho giá trị phải thu hút. Tại vì chưa chưa thu hút, chưa ảnh hưởng được mà đã cho giá trị thì mình rất làm tổn thương giá trị mình cho đi. Tại vì giá trị quý cho đi người ta không đón nhận được, bởi vì chưa thu hút mình, chưa ảnh hưởng mà đã cho giá trị thì đi ngược quy luật. Nên kinh doanh cực, hai kinh doanh cực là tại vì đi ngược dòng, ngược quy luật. Còn thuận theo thì đơn giản lắm ha, thu hút ảnh hưởng giá trị chuyển hóa. Biết đâu nếu đây có thể nói được, cái hôm nay có một cái nhân này, biết đâu là một cái nhân để khóa này có thể nói tới, để coi nhân duyên sao ha. Nhưng thôi các anh chị biết vậy đi, rồi có gì tìm hiểu sau. Ai có những nghi vấn các anh chị đặt nghi vấn xoay quanh đó, rồi tới lúc ngộ. Rồi, biết ơn Trúc Quyên. Dạ em biết ơn thầy ạ. À, em xin phép được ngừng lại cho thầy. Dạ. Còn nhiều anh chị giơ tay nữa, nhưng chắc những anh xin mời các anh chị thưởng thức âm nhạc ha. Nói chuyện hồi nhìn lại thấy 8 giờ mấy rồi. Tạo điều kiện các anh chị giao lưu tới đây. Biết ơn các anh chị ạ. À, những anh xin mời các anh chị thưởng thức âm nhạc. Sau đó mình vào nội dung chính buổi hôm nay. Dạ, biết ơn các anh chị.
ngày hôm qua chúng ta, hai ngày hôm trước thì chúng ta đã học được ba nguyên lý ánh sáng, nguyên lý kích hoạt não, nguyên lý thuận chiều mong muốn. Hôm nay thì chúng ta đi đến một nguyên lý thứ tư các anh chị. Nguyên lý thứ tư Nguyên lý này có tên là nguyên lý vòng tri thức. Nguyên lý này có tên là nguyên lý vòng tri thức. Nguyên lý này các anh chị xuất phát từ một cái bối cảnh, đó là thầy Toàn, bối cảnh từ người thầy. Thì cách đây khoảng khoảng hơn khoảng mười mấy năm thì kể lại đó các anh chị, thì thầy lúc đó là ở dưới đang ở miền Tây, thì thầy mới hay đi vô chùa, hay đi đến chùa chơi á, để thăm các thầy sư á, xong thăm các sư thầy. Thì khi đi đến cái nơi đó, cái ngôi chùa đó, chỗ mà cũng thầy cũng hay lui tới, thì thường là thầy sẽ gặp có một sư thầy là người sư đệ, nhưng mà hôm nay thì không có gặp được người thầy là anh của người kia, sư huynh. Thì gặp nhau thì thầy rất là thích nói chuyện, rất là thích để giao lưu, để học hỏi thêm ở những vị thiền sư, ở những người thầy, cho nên đó là mới lại tiếp xúc với thầy. Nhưng anh nói đây là một người thầy với lại một sư thầy nha các anh chị, hai vai đó các anh chị phân biệt được đúng không ạ? Một người thầy với lại một sư thầy. Thì mới gặp người sư thầy á, thấy người sư thầy, người sư đó, gọi là người sư đi ha, người sư đang đọc một cái quyển sách, thì thầy mới lại thì giao lưu, thầy của mình nè, thầy Toàn á, thì mới lại giao lưu để kết giao, hỏi thăm coi sao để hiểu thêm, để mong muốn hiểu thêm. Thì quá trình giao lưu xong, cái hỏi là thầy đang đọc cái gì vậy, thầy đang đọc cái gì vậy thầy, thì mới hai thầy trò mới giao lưu với nhau. Cái thầy mới có một cái gọi là trước giờ á, thì đều có hiểu được cái trí nhớ đó, các anh chị biết về trí nhớ, nên là cũng thể hiện ra để kết giao á, thể hiện ra là cho biết là nãy giờ thầy đọc á, là con nhớ hết, con có thể nhớ được những gì thầy nói. Thì thể hiện ra thì cuối cùng là người sư mới nói là công nhận là chú có trí nhớ tốt quá, chú có trí nhớ tốt quá, nhưng mà thật chất á là do tôi chủ động tôi quên đi, tôi xóa đi, tôi xóa não, do tôi chủ động xóa não. Thì nghe như vậy thầy mới hỏi là sao mà thầy vừa hỏi giỡn mà cũng là nói thiệt, đó là thầy thầy đọc xong rồi thầy xóa não vậy thì để làm chi, trong khi đọc là để nhớ mà, nhớ mà để hiểu mà, nhưng giờ thầy đã xóa não rồi thì sao lại như vậy. Thì vị sư đó mới nói, đó là nói thật với chú á, là các ở chùa này đó, rất là nhiều Phật tử người ta tới đây, người ta hỏi và giảng pháp cho họ nghe. Thì những Phật tử, chú biết là có nhiều, họ có những người thì học lớp 3, có những người học lớp 7, có những người học lớp 10, có những người có học vấn cao hơn. Và ở mọi ngành nghề đều có hết. Và những Phật tử là họ thuộc kinh còn hơn là những thầy sư ở đây,
họ họ hiểu mà còn họ còn thuộc hơn nữa. Cho nên là nếu mà chú thuộc kinh á thì chú lấy những cái mà chú biết ra chú nói thì sẽ không có hiệu quả. Và làm sao để có thể ai đó, bất kỳ ai, bất kỳ Phật tử nào tới sau khi giảng pháp thì họ có thể hiểu được và họ đem về cuộc sống và chuyển hóa được. Cho nên đó là chủ động tôi xóa não. Nhưng khi tới nói chuyện với họ thì chú mà lấy cái biết của chú nói cho người ta nghe thì người ta sẽ không hiểu. Lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Đó là bối cảnh của xuất phát của nguyên lý này các anh chị. Người sư đó đã nói với thầy đó là nếu mà chú lấy cái biết của chú nói cho người ta nghe thì người ta sẽ không hiểu. Lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Thì thầy đã trăn trở Nhật Anh nghe kể lại, và Nhật Anh nghe mỗi một lần nói tới nguyên lý này là Nhật Anh được nghe câu chuyện này. Và biết bao nhiêu năm cứ mỗi một lần nói lại, được nói là Nhật Anh đều nghe lại hết. Và thầy nói á, là thầy đã dành rất là nhiều năm để giải cái nghi vấn này các anh chị. Đó là làm sao để có thể lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Thì ý là sao? Mà lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu được. Và cái nghi vấn đó theo thầy suốt luôn trong nhiều năm tháng và quá trình mà đứng lớp tại làm ngành giáo mà, ngành nhằm chia sẻ thì nói chuyện cho rất là nhiều người nghe, rất là nhiều người lắng nghe ở trình độ khác nhau, hiểu biết khác nhau, cái công việc khác nhau, bối cảnh xã hội cũng khác nhau. Vậy thì làm sao nói kiểu sao để cho ai cũng có thể đón nhận được và ai cũng hiểu hết? Thì đã nghi vấn nhiều năm thì cuối cùng là ngộ được và cao nhân đã chỉ điểm cho ra nguyên lý của chúng ta ngày hôm nay. Nguyên lý này có tên là nguyên lý phòng tri thức. Thì nguyên lý này ý nghĩa nó như vậy là các anh chị. Đó là các anh chị có phải á, là trong cuộc sống của chúng ta mình có những cái mình biết là mình biết không các anh chị? Có những cái mình biết là mình đang biết không ạ? Cả nhà, có những cái chúng ta biết là mình đang biết không? Những cái mình biết là mình đang biết. Mình biết là mình đang biết nó. Có phải hiểu biết của chúng ta ở dạng này không? Mình biết là mình đang biết. Có những cái mình biết nhưng mà mình đã quên không ạ? À? Có những cái mình biết nhưng mình đã quên không? Có những cái mình biết nhưng mà mình đã quên không? Theo cả nhà, mình biết đó nhưng qua thời gian thì mình đã quên đi, sau đó có người nhắc lại thì mình mới chợt nhớ, thì ra là mình đã biết nhưng mà mình đã quên. Ví dụ như có chị Yến Nguyên nói là có ví dụ như chuyện Kiều nè, đã học nhưng mà quên đi, tính khi nhắc lại thì nhớ. À, có những công thức về toán học tích phân đồ, ai đây có còn nhớ không ạ? À? Ai đây các anh chị học một số cái tri thức đó, các anh chị có nhớ không? Quên hết. Hoặc là nếu các anh chị có nhớ thì nếu mình nhớ được thì đó là mình biết, mình đang biết. Nhưng có những cái qua thời gian thì mình đã quên đi. Biết là mình đã quên. Vậy thì những cái mình biết mình quên có phải nó nhiều hơn những cái mình biết không các anh chị? Những gì mình biết, những gì mình biết nhưng mình quên nó nhiều hơn. Mình quên rồi thì nó nhiều hơn là những cái mình biết. À. Rồi.
tri thức của chúng ta, vòng tri thức mà có những cái vòng tri thức này, con người mình tri thức đó, nó chỉ có nằm ở những vòng này thôi. Thứ nhất là những vòng biết mình biết, rồi có những cái biết nhưng đã quên đi, có những tri thức đó là mình biết là mình không biết đó, có không ạ? À? Có những cái mình biết là mình không biết không? Biết là mình không biết. Các anh chị ví dụ thử. Biết là mình không biết. Vậy thì cái gì ta? Các anh chị mình đang biết là mình không biết điều gì? À, biết là mình không biết lái máy bay. Biết là mình không biết lái máy bay. Còn ai biết thì có nghĩa là đó, biết lái máy bay thì nó thuộc cái biết của mình. Các anh chị nào ai làm phi công, các anh chị biết. Nhưng đa phần thì ít ai biết tới. Và mình biết là mình không biết lái. À, nhiều không ạ? À? Có những cái mình biết, mình không biết. Mình ý thức được, mình biết là mình không biết nó. Nhiều. Rất nhiều. Rồi, còn cái nữa nó mới khủng. Đó là mình không biết là mình không biết luôn. Không biết luôn. Đó là không biết trên đời này có cái gọi là như vậy luôn. Không biết, không biết. Có không các anh chị? Có không cả nhà? Không biết là không biết. Không biết là không biết. Chưa bao giờ nghe tới và cũng chưa bao giờ biết tới luôn. Các anh chị có để ý là mình cũng có những cái mình không biết, không biết. Đâu các anh chị ví dụ thử giúp Nhật Anh. Đâu mình không biết là mình không biết cái gì. Không biết là mình không biết cái gì ạ? Ví dụ thử, không biết là mình không biết cái gì. Nếu nói kiếp trước thì cái đó là biết là mình không biết. Đúng không? Đúng không ạ? À? Biết là mình không biết, mình đâu có biết những gì đời trước mình đâu có biết, nhưng mình biết được là mình không biết nó. Vậy thì nó thuộc là biết không biết. Có một số người nhớ được, nhớ lại được những gì trước đây. Họ có một số năng lực họ nhớ lại được thì nó là biết nhưng đã quên. Nhưng vậy thì không biết, không biết cái gì ta? Không biết tương lai thì vậy thì nó thuộc là biết không biết. Không biết là mình không biết nó. Ê lộn, mình biết là mình không biết nó. Còn không biết là không biết. Hay. Con chị nói rất hay, không thể nói. Nhưng anh giả bộ hỏi các anh chị thôi chứ không biết, không biết mà sao nói. Không biết là không biết, làm sao đưa ví dụ được. Các anh chị. Có phải không ạ? À? Không biết là không biết thì không đưa ví dụ được. Còn một khi mình đã nói được, có nghĩa là nó đã thuộc là mình biết là mình không biết nó. Còn không biết, không biết, sao lấy ví dụ được. Hiểu hiểu các anh chị hiểu ý đó không? Tri thức này rất đặc biệt nha, rất là đơn giản, đó là những hiểu biết của con người chúng ta, các cao nhân họ quy lại cho con người mình rất là đơn giản thôi. Tóm lại chỉ có bốn vòng thôi, đó là những cái mình biết là mình biết nè, những gì mình đang biết hiện nay, mình biết nấu ăn, mình biết đi, mình biết làm gì, mình biết rót nước, mình biết đánh răng, mình biết này biết nọ, thì những cái đó là biết mình đang biết. Rồi, có những cái mình biết nhưng mình đã quên. Có những cái mình biết nhưng mình quên rồi, nhắc lại mình sẽ nhớ. Có những cái mình biết là mình không biết nó. Mình không biết đó mình nhưng mà mình ý thức được là mình không biết. Ví dụ không biết lái máy bay. Một số người chưa lái xe hơi, không biết lái ô tô. Còn ai biết lái rồi thì nó thuộc cái là biết là mình đang biết. À, rồi.
tri thức còn tồn tại dưới dạng nữa, đó là mình không thể nào biết được luôn là trên đời này có cái gọi là như vậy luôn. Không biết, không biết, hiểu các anh chị hiểu ý này, đơn giản để hiểu mà đúng không các anh chị? Dạ. Ồ vậy thì tri thức con người chỉ có bốn vòng này thôi cả nhà. Vậy thì mình nè, à, mình đó là mình có bốn cái này. Mình có những cái mình biết là mình biết, mình có những cái mình biết mình quên, mình có những cái mình biết là mình không biết, mình cũng có những cái mình không biết không biết. Cho ví dụ hả? Cho ví dụ không biết không biết sao cho được, hay gì không biết mà anh sao cho lấy ví dụ được. Nếu lấy ví dụ ra có nghĩa là đã biết là mình không biết. Vậy thì mình có những cái mình có bốn vòng tri thức này, vậy thì người khác cũng có bốn vòng này không ạ? Người khác, một ai đó, họ cũng có bốn vòng này không? Theo cả nhà, họ cũng có những cái họ biết là họ biết không? Có. Họ có những cái họ biết là họ quên, cũng có. Họ có những cái họ biết là họ không biết, có luôn. Và có những cái họ cũng không biết là không biết. Nên là một tiến sĩ với lại một người nông dân thì người ta so sánh, người ta thường cảm thấy cao hơn, học nhiều quá, cảm thấy người đó hiểu biết nhiều hơn mình. Nhưng mà không phải đâu. Ông tiến sĩ có những hiểu biết của ông tiến sĩ, và có những cái ông cũng không biết không biết. Còn ông nông dân thì sao? Ông cũng có tri thức cũng bốn vòng này, ông cũng có những cái biết mà ông tiến sĩ kia không thể biết. Và sao? Ông cũng có những cái ông không biết không biết, mà ông kia cũng có những cái ông không biết không biết. Ai cũng có cái biết, người mình cũng có cái mình biết là mình biết, mình có cái mình biết nhưng mình quên, mình có cái biết là mình không biết, mình có cái không biết không biết. Được không? Người ta cũng có những cái người ta biết là không biết, người ta biết là họ đang biết. Sau đó họ cũng có những cái họ biết nhưng họ quên rồi. Họ cũng cái họ biết là họ không biết. Và họ cũng có những cái gì ạ? À? Không biết là không biết. Vậy thì tri thức của con người là như nhau, ai cũng như nhau hết. Ai cũng có những cái biết riêng của mình và có những cái tôi cũng không biết nữa. Và người khác, người đối diện bằng ai, một ai đó cũng vậy thôi. Họ cũng có những tri thức cũng chung chung quy lại cũng có bốn, nằm trong bốn vòng này thôi. Vậy thì ai hơn ai? Theo các anh chị. Vậy thì ai hơn ai đây? Cả nhà. Vậy thì ai hơn ai? Không ai hơn ai hết và ai cũng như nhau hết. Tại vì ai cũng có bốn vòng tri thức này. Ai cũng có cái họ biết họ biết. Có những cái họ biết họ quên. Có những cái họ biết không biết. Có những cái họ không biết không biết. Ai cũng như ai hết. Và không ai hơn ai. Cũng không ai thua ai. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cũng vậy thì cuối cùng mình cũng không hơn người khác, cũng không thua người khác, cũng không so sánh gì được. Tại vì tôi có những cái tôi biết, ông có những cái ông biết, tôi có những cái tôi quên rồi, ông cũng vậy. Tôi có những cái tôi không biết, nhưng ông cũng có những cái tôi cũng không biết gì luôn, thì ông cũng có những cái ông không biết gì luôn. Vậy thì cuối cùng cũng không ai hơn ai, cũng không ai thua ai hết. Tri thức con người là như nhau, ai cũng vậy hết. Thì cái nguyên lý này sẽ giúp cho chúng ta, ai tự ti vì cảm thấy thiếu tri thức thì sẽ hết tự ti, sẽ trở nên bình đẳng, bình thường, nội tâm bình thường, cân bằng. Còn ai mà cảm thấy hơn người thì cuối cùng cũng không thấy hơn gì nữa. Tại vì sao? Tại vì có gì đâu mà hơn, có những cái mình cũng không biết, người ta cũng vậy. Và những cái không biết còn vô lượng nữa, siêu nhiều. Vậy thì cũng không ai hơn ai, cũng không ai thua ai gì hết. Nên là hết tự ti luôn. Hết tự ti cũng hết tự cao. Hay đây các anh chị cảm thấy tự ti.
Nghe xong bọn trí thức các anh chị hết tự ti, tại không ai hơn ai gì hết á, cũng vậy thôi à. Con người đi tắm bình thường á, đi tắm thì cũng có chuồng hết à, ai cũng như ai. Trừ khi đi bơi thôi. Còn lại tắm thì cũng cởi ra hết, cũng vậy à, cũng tri thức cũng có nhiêu đó à, ai cũng vậy hết, không ai hơn ai, cũng không ai thua ai, thì sẽ làm cho con người chúng ta không bị dính mắc vô so sánh về những cái học thức và so sánh về tri thức với nhau nữa, tại vì ai cũng như ai hết. Các anh chị nhận được ý này không ạ? Cả nhà, các anh chị hiểu ý Nhật Anh nói đúng không ạ? Dạ. Ai cũng vậy hết, không ai hơn ai, không ai thua ai. Ha. Nên ai tự ti thì ngay tức khắc hết tự ti. Còn ai lỡ có cảm thấy đâu đó có cảm thấy tự nhiên hình như mình cũng hiểu hơn người ta một chút, thì hóa ra nhìn lại thấy hình như cũng không hơn gì. Tại vì sao? Tại vì ai cũng vậy thà, ai cũng có những cái mình có, những cái không biết không biết, người ta cũng vậy. Rồi những cái mình biết chưa chắc, những cái mình họ có những cái biết mà mình không thể biết được, mà họ nói mình mới biết. À vậy thì cái học vị đó, học thức học vị nó thiệt ra là gì? Một cái so sánh ảo làm cho con người mình cuối cùng làm cho nội tâm mình không an vui được. Chứ thật ra tháo ra hết, cuối cùng con người nhận thức giống nhau hết à, không ai hơn ai gì hết. À. Được hen cả nhà. Đó là giá trị, cái lợi ích đầu tiên, giá trị đầu tiên của nguyên lý vòng tri thức. Nguyên lý này có nhiều giá trị đặc biệt lắm. Nguyên lý cái giá trị đầu tiên á, là làm cho con người cân bằng lại nội tâm. Không có thấy hơn cũng không thấy thua. Thì cũng có hơn thua gì đâu, cũng như nhau hết à. Ông tiến sĩ với ông nông dân, hai ông đó là người bạn với nhau. Thì ông tiến sĩ ông mới lâu ngày gặp lại người bạn của mình. Ông hỏi á, là ông cũng quý người bạn này lắm, thì ngồi hai người ngồi uống trà với nhau nói chuyện, thì ông tiến sĩ ông hỏi là đố ông á, đố ông là vợ khác, người vợ á, vợ vợ với người yêu khác nhau kiểu làm sao, đố ông vợ với người yêu khác nhau kiểu làm sao, thì ông nông dân ông mới từ tốn ông trả lời, ông mới nói á, có gì đâu, đơn giản muốn chết, vợ á là hôm nay ngủ với vợ á thì ngày mai lại phải ngủ với vợ, vợ là hôm nay ngủ với vợ ngày mai lại phải ngủ với vợ, còn người yêu á hôm nay ngủ với người yêu ngày mai lại muốn ngủ với người yêu. Hôm nay ngủ với người yêu ngày mai lại muốn ngủ với người yêu, thì đó là phân biệt được vợ với người yêu. Ông mới hỏi ngược lại, ông hỏi vậy thì á, ông có biết, do vậy đố ông sự nghiệp với công việc khác nhau làm sao, ông tiến sĩ ông ngồi ông suy nghĩ, ông cũng không, cũng chưa trả lời, ông cũng không biết. Ông nông dân mới nói liền, đơn giản lắm, giống như gọi người yêu vậy đó, công việc á, công việc là hôm nay làm ngày mai lại phải làm, công việc là hôm nay làm ngày mai lại phải làm, còn sự nghiệp là hôm nay làm ngày mai lại muốn làm. Công việc hôm nay làm ngày mai lại phải làm, còn sự nghiệp là hôm nay làm ngày mai lại muốn làm. Nên ai đang làm việc nếu xem là sự nghiệp thì muốn chuyển thành sự nghiệp đơn giản lắm, các anh chị chỉ cần đổi tâm thái là có sự nghiệp, đổi tâm thái là có sự nghiệp, tại vì tâm thế tâm thái quyết định xuống khổ, thành bại là do quan niệm, còn tâm thái là quyết định xuống khổ. Nếu hôm nay làm ngày mai lại phải làm,
thì mình đã chết trong công việc đó rồi. Vậy thì chỉ cần đổi chuyển dịch tâm thái, đó là yêu thích việc mình làm, cảm nhận được giá trị việc mình làm, hôm nay làm ngày mai lại muốn làm, thì ngay tức khắc từ công việc sẽ định qua sự nghiệp liền tức khắc. Các anh chị xem, chúng ta sẽ có sự nghiệp liền ngay trong thời khắc này, ngay thời điểm thực tại này, nếu ai đổi tâm thái đó là có liền. Ngày hôm nay làm, ngày mai lại muốn làm. Ừ, đơn giản vậy đó. Rồi, còn trong hôn nhân gia đình thì hôm nay ngủ với vợ, ngày mai lại muốn ngủ với vợ, thì giống như cảm thấy giống như thuở ban đầu á, thì cảm lại muốn hôm nay đi chơi, ngày mai lại được đi chơi, ngày mai lại muốn đi với em, lại muốn đi với anh. Chỉ cần đổi tâm thái là hôn nhân thay đổi, sự nghiệp hôn nhân sẽ thay đổi nếu như đổi tâm thái. Vậy đổi được hay không thì đổi được thì được, còn không thì thôi cũng không sao. Những ngày tới học rồi thay đổi sau. Thì ông vậy thì ông tiến sĩ với ông nông dân cũng vậy à, cũng không ai hơn ai, cũng không ai thua ai, nên là con người là như nhau, hiểu biết con người như nhau. Được khen cả nhà. Được khen các anh chị. Dạ. Em thấy anh Thomas đang giơ tay nè, xin mời anh nè. Em mở mic. Dạ. Chào thầy, chào cả nhà. Trước hết tôi xin giới thiệu ngắn gọn, tôi là Thomas Phạm, ở Nam California, ở Mỹ. Trước hết tôi xin có một cái ý kiến như thế này. Đây là cái lần thứ ba mà tôi được học về cái bài này, tức là bài về về cái mầm trồng tri thức. Tôi đã học lớp này một lần qua cô Bích Nga, ít nhất là một lần qua thầy, và bữa nay tôi học qua thầy thầy Nhật Anh. Thì tôi thấy một cái điều này nó hơi lạ là cả cả cô Bích Nga và cả thầy Nhật Anh đều có giống như là khẳng định, không biết cái tôi nói có đúng hay không, nhưng mà theo sự hiểu biết của tôi đều khẳng định là cái không biết là không biết á, thì không cho ví dụ được, tại vì nó giống như nó không thể cho ví dụ được. Nhưng mà khi mà tôi học ở thầy Toàn về bài này á, thì hình như tại tôi nhớ không chính xác, thầy chỉ không cho ví dụ thôi, nhưng mà thầy không nói là không thể cho ví dụ được. Mà riêng bản thân tôi á, thì tôi lại thấy là tôi có thể cho ví dụ được, nhưng tất nhiên tôi chỉ nghĩ là như vậy thôi. Và tôi biết được một điều là thầy Nhật Anh và cô Bích Nga có thể nói được là những đệ tử mà chân truyền, tức là rất là giỏi, phải nói là cực giỏi, siêu giỏi luôn, nhưng mà lại nói là không thể cho ví dụ được về cái không biết không biết. Nhưng mà tôi, cái thứ nhất tôi tự nghĩ ra một cái cho ví dụ, và cái thứ hai cũng một người có ý kiến là có thể cho ví dụ được, mà hôm bữa tôi cứ nghe luôn. Thì tôi sẽ nói ra cái ví dụ, và rất là tôi biết là có thể nó không đúng đâu, nhưng mà nếu được thì xin thầy giúp cho là cái suy nghĩ của cái ví dụ của tôi nó không đúng ở chỗ nào, tôi rất là biết ơn. Cái ví dụ về không biết của tôi mà tôi nghĩ là nó là như thế này. Tại vì có bữa cô Nga dạy, cô có nói về vấn đề mà kể về cái chuyện mà thầy có bị chuyện xóa não á, thì đúng là trước đây tôi chưa nghe cái chuyện xóa não bao giờ hết. Nhưng mà khi cô Nga nói về cái chuyện xóa não á, thì lúc lúc mà cô Nga nói á, thì tôi biết được là tôi đã không biết cái điều đó. Nhưng cái ví dụ của tôi là tôi nói trước đây á, tức là trước khi nghe cô Nga nói á, thì tôi biết là tôi không biết là tôi không biết.
Bởi vì tôi có nghe ai nói đâu. Tất nhiên khi nghe cô Nga nói thì tôi biết là tôi không biết. Nhưng mà trước khi cô Nga nói là tôi không biết là tôi không biết luôn. Đó là cái ví dụ thứ nhất mà không biết không biết. Cái ví dụ thứ hai, tôi nói một cái ví dụ khác. Tôi nói với con tôi, con thay cái ổ khóa này giùm ba đi, cái ổ khóa này là ổ khóa cũ, người ta có cái chìa rồi. Thằng con tôi á mới cầm cái ổ khóa mới lên, nó coi catalog này kia, thì nó suy nghĩ, cái tôi mới hỏi nó, con có biết thay ổ khóa không? Nó coi coi hồi nó nói là con biết. Em nói vậy vậy thôi con biết thì con thay đi. Em nó ngồi nó thay thay hoài, thay hoài, thay từ sáng nó nói thay không được luôn. Cuối cùng nó quay qua nó hỏi tôi, con tưởng là con biết nhưng mà thực sự là con không biết, ba có thể chỉ con được không? Thì tôi mới chỉ nó cái cách thay, và lúc đó thì nó thay nó mới biết. Thì ý cái ví dụ của tôi muốn nói đây á là trước khi con nó hỏi tôi á thì nó tưởng là nó biết thay ổ khóa, nhưng mà thực sự là nó không biết, là nó không biết, tại vì nó nói là nó biết mà, nhưng mà thực sự là nó không biết, là nó không có biết thay. Thì cái đây là cái ví dụ thứ hai về không biết không biết. Thì tôi thấy, tôi nghe từ cái logic suy nghĩ của tôi thấy nó có vẻ như có lý, nhưng mà tôi rất tin là thầy sẽ giúp tôi để giải tỏa được, cho tôi biết là cái suy nghĩ tôi nó có sai ở một cái điểm nào đó. Dạ, biết ơn thầy rất là nhiều, biết ơn cả nhà đang lắng nghe. Biết ơn anh Thomas. Dạ, hiểu ý anh. Vậy là anh, cái chữ không biết á, không biết là mình không biết á, có nghĩa là mình không có ý thức được, không nhận thức được là mình không biết điều đó. Nên là khi con người không biết không biết thì mình không có gọi tên được gì hết, nhưng đến khi có ai đó nói ra thì mình mới nói à, thì ra là như vậy. Thì lúc đó vòng tri thức này nó thu hẹp lại, nó rút lại những cái không biết không biết, nó rút rút vô những cái mình biết là mình không biết, thì lúc đó mình mở mang được tri thức. Ví dụ như lúc nãy anh nói là cô Nga cổ nói vụ xóa não, vậy thì trước giờ chưa bao giờ nghe nói có vụ xóa não luôn, đúng không anh? Thì trước giờ chưa bao giờ nghe Dạ luôn, đúng. thì cái đó là không biết không biết. Nhưng Dạ. mà sau khi gọi nói ra thì mới gọi tên được. Thì khi đã gọi tên được thì vòng tri thức đó nó đã thu vô đây rồi, nó đã quay về biết là mình không biết. Chữ chữ biết này nè, biết là không biết á, có nghĩa là mình ý thức được là mình không biết đó. Chữ biết này có nghĩa là ý thức được, ý thức được là mình không có, không nhận biết được nó, không có hiểu về nó. Còn còn rồi giống ví dụ con lúc đầu anh nói con thay ổ khóa, vậy thì con nghĩ là con biết thì đang tưởng là biết mình biết, nhưng cuối cùng làm hồi thấy cũng không làm được, thì nói là vậy thì giờ đã biết rồi. Lúc đó vòng tri thức thật sự á nó nằm ở chỗ là biết là mình không biết, tại vì ý thức được là mình không có biết thay ổ khóa, thì lúc đó cái đó thuộc về vòng biết là không biết rồi. Nhưng mà bây giờ nè, một bé nhỏ không có ý niệm gì luôn về cái gì gọi là ổ khóa luôn, không có gì hết luôn, tại vì còn nhỏ xíu chưa biết cái này gọi là ổ khóa nữa thì chưa biết gì hết luôn, thì lúc đó vòng tri thức của bé nhỏ đó là chỗ mà cái ổ khóa nó nằm ở chỗ là không biết không biết. Nhưng mà tại vì bé nó sẽ không thể lấy ví dụ được, nhưng mình nói thì mình lấy ví dụ được. Mình đang nói là bé đó đó sẽ không biết không biết đó, nhưng mà bản thân người đó thì sẽ không nhận thức được là mình không biết điều đó luôn. Anh nắm, anh hiểu ý. Thì thật có thể nói thì tôi cũng hiểu, có cái là có thể cái ví dụ của tôi nó không có ý nghĩa gì lớn lắm, nhưng mà đại khái là có thể cho ví dụ được về về Mình cái cho không biết không biết. ví dụ thì mới được, mình cho ví dụ được, mà mình đã cho ví dụ rồi thì á, cái lúc mà mình đã cho ví dụ thì vòng tri thức đó, cái ở trong cái ví dụ đó đó là nó đã thuộc cái biết không biết, mình đã ý thức được rồi. Còn trước khi mình cho ví dụ thì mình không hề có nhận thức về nó luôn, không biết gì luôn, cho đến khi có người nói mới biết. Ví dụ như anh ở Nam Cali
Em không biết được ở đó có gì nữa. Bây giờ cái không biết của em không thể gọi tên được, không biết luôn. Nhưng mà lát nữa anh mô tả với em, anh nói với em nghe là lúc đó là trong nhà có cái gì cái khu đó kiểu làm sao sao, thì lúc đó em mới à thì ra là khu đó là như vậy hả, vậy thì tôi biết là tôi không biết rồi. Nhưng trước trước khi lấy ví dụ ra là không thể nào nhận biết được, tại vì nó muôn trùng cái và rất nhiều cái mà mình không gọi tên được. Còn nếu mình đã gọi tên nghĩa là mình đã có ý thức rồi, thì điều đó có nghĩa là mình đã ý thức được vòng tri thức của mình nó đang nằm ở vòng thứ ba này. Ý vậy đó anh Thomas. Các anh chị hiểu ý những anh nói và anh Thomas nói đúng không các anh chị? Câu hỏi của anh hay lắm á. Ừ. Còn em hiểu ý anh Thomas lắm á. Dạ biết ơn thầy. Thầy nói tôi cũng sáng ra thêm được 1 phút nữa, chắc là Nhưng tôi hình cũng như hiểu gần hết rồi đó. còn gì đó Đại chưa khái là chưa thỏa đại mãn khái lắm. là tôi chỉ nói cái ví dụ là trước đây khi À. khi mà tôi chưa nghe chuyện đó là tôi có thể nói được là tôi phải dùng cái từ trước đây nha thì tôi mới đưa ví dụ được. Trước Đúng đây rồi. tôi không biết là tôi không biết. Tôi chỉ đưa ví dụ vậy thôi. Chứ thực sự theo như thầy giải thích thì bây giờ tôi cũng hiểu được rồi. Thì trước đây á là nói cái chuyện trước đây mà tôi không biết thực sự á là lúc đó tôi cũng không có cái ý thức, không có cái khái niệm gì về chuyện đó, cho nên thật ra nó Không cũng biết chẳng có luôn, ý nghĩa gì hết. dạ hiểu dạ lúc đó là dạ biết mình ơn không thể thầy rất gọi là tên được, nhưng do bối cảnh hiện tại này nè, vòng tri thức mình đã được mở ra rồi, nên là mình quay lại thời điểm đó đó, mình mới nói trời ơi, trước đây thì ra tôi không biết, nhưng mà lúc đó mình làm gì biết được. Nếu mình biết thì mình đã làm khác đi rồi, nếu mình biết thì vòng tri thức mình đã khác rồi. Nhưng sau này lấy nguồn lực ở thực tại để nhìn lại quá khứ thì lúc đó mình mới nói được là à cái đó thì đã từng không biết, lúc đó mới lấy ví dụ. Thì ví dụ đó tưởng là cái đó gọi là không biết, nhưng thực chất nó là biết là mình không biết ở hiện tại, ở ngay thực tại này mình biết, cái thực tại này là mình biết là mình không biết, nhưng mà quá khứ trước đó của mình là không thể lấy ví dụ, tại vì lúc đó không không nhận thức được. Nhưng mà một giây trôi qua thôi thì mình ngộ, mình biết liền ngay tức khắc, vòng tri thức luôn luân chuyển vòng tri thức liền. Dạ, biết biết ơn thầy nhiều lắm. Dạ, tôi hiểu thêm được rất là nhiều. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng Ví nghe. dụ như bây giờ anh em thử nói ý này anh coi sao hen anh Thomas, thử ha. Dạ. Nếu nói này ra ví dụ thôi nghe các anh chị đừng tranh cãi gì hết ha, cũng đừng có suy nghĩ nhiều, chỉ là một ví dụ thôi. Đó là cả nhà có biết là tôn giáo được lập ra là để quản trị tham tưởng của con người không? Ví dụ vậy thì nếu nói ra trúng ngay cái các anh chị không chưa biết luôn, chưa biết gì hết luôn, thì nó thuộc cái thì đó là cái biết biết của Nhật Anh, nhưng nó lại trúng cái không biết các anh chị. Nhưng vừa nghe xong nếu các anh chị biết tin nữa thì các anh chị sẽ biết được liền, nó sẽ lúc biến thành cái các anh chị biết là mình không biết, ví dụ như vậy. Thì trước khi anh nghe em nói, nếu anh chưa biết nó, không có nhận thức nó, thì nó nghe mới toanh nè, nghe lạ quắc à. Nhưng mình sẽ không nói được là cái đó không biết của anh, nhưng em nói thì được, em nói thì em đoán được cái đó là không biết của anh, nhưng mà anh thì sẽ không gọi tên được. Giống như anh nói ra những cái ở Mỹ đi, em không biết, nhưng em cũng không thể gọi tên đó là không biết. Nhưng anh nói ra thì em mới biết được là à ra là như vậy, tại em đâu có sống ở Mỹ đâu, em có đi qua Mỹ gần đây, bữa qua đó thạc sĩ hạnh phúc, nhưng em cũng không biết, tại vì mỗi vùng em, nhưng mà em có một cái biết vậy nè, em biết là mỗi một bang khác nhau, văn hóa và lối sống khác nhau, rồi em biết được mỗi một bang á có những cái câu trên chạy xe á, thấy ở dưới cái biển số xe có những câu khác nhau, ở Virginia có câu khác, ở Texas có câu khác. Mà trước khi qua thì em không biết, qua đó em nhìn thấy, sau đó có mấy anh chị nói cho em biết, thì em mới nó mới trúng cái vòng đó là
không biết nó đã kéo xuống cái giờ em đã biết rồi, nhưng Nhật Anh vừa nói ra câu nói là cái ở Texas đó có một câu đó là đừng có gọi nên tiếng, xin lỗi các anh chị nói tiếng Anh nha, đó là cái câu thuần bên 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 đó là don't mess with Texas, có nghĩa là đừng có mess là đừng có sao tiếng gọi là sao ta, đừng có giỡn á, đừng có giỡn với những người Texas. Đúng không anh, ở Mỹ có vậy phải không anh? Vậy thì nói câu đó ra thì sẽ chạm trúng, có một số anh chị cũng chưa biết, nhưng một số anh chị nghe thì quá quen đã biết rồi, nhưng một số anh chị thì biết nhưng không để ý, lâu quá không biết, không quá không nhớ, giờ nhắc tới liền nhớ tới, ví dụ như vậy. Tôi hiểu nhiều rồi, giờ biết ơn thầy nhiều lắm, biết ơn cả nhà. Dạ, biết ơn anh. Được đúng không anh? Rõ rồi ha anh. Còn chưa được anh cứ nói tới, cứ cứ làm rõ tới thôi, không sao hết, thoải mái à. Nói thêm, hình như cái này phải nói thêm tí, anh cứ nói ha. Có bối cảnh này hiếm có lắm. Anh nếu muốn trao đổi thêm anh cứ nói nghe anh. Tôi nghĩ vậy là cũng được. Đấy, nó chỉ có hơi lấn cấn một chút xíu, nói không cho ví dụ được thì tôi thấy nó giống như nó hơi hơi khẳng định một cách quá, tại vì thật ra mình cho ví dụ cũng được, chỉ có thêm cái từ trước kia vô vậy thôi, nhưng mà thầy giải thích thì tôi cũng hiểu rồi, tức là Em ví hiểu ý dụ anh người rồi, khác nói cho ví em hiểu dụ ý á, anh rồi. nói câu đó thì nghe nó được, nhưng mà tôi nói thì không được hoặc ví dụ vậy, nhưng mà thật sự nếu mà hiểu nó vẫn có thể cho ví dụ được, nhưng mà mình á chứ không phải là mình không. mình là người cho ví dụ á thì mình sẽ không nhận thức được là mình không biết cái gì, nhưng người khác nói thì người ta sẽ nhìn được, người ta nói mình không biết cái đó, người ta sẽ đoán được, tại vì cái đó thuộc về cái biết không biết của họ, cái biết biết của họ. Còn chính mình ngay ở hiện tại này, thế giới xung quanh này có rất nhiều cái mà được không được tiếp xúc thì mình sẽ không thể biết và mình không gọi tên được, tại vì không có chủ động gọi tên ra được anh, ý cái nói là không thể lấy ví dụ là nằm ở đó. Còn em hiểu ý anh nói là khẳng định thì luôn đúng, luôn trong mọi trường hợp, thì hiểu ý rồi, có nghĩa là về ý em nói là về chính mình đó, chính mình thì mình sẽ không có nhận thức được là mình đang không biết cái gì. Vậy thôi nè. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã làm phiền mất thời gian, nhưng mà Đâu tôi có hiểu ra được nhiều lắm rồi thầy. gì cả. Nhờ câu hỏi của anh mà mọi người được hiểu thêm, các anh chị thấu hiểu hơn đúng không ạ? Đó, các anh chị hiểu thêm nhiều lắm anh, nên là em biết ơn nghi vấn của anh. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà, xin phép hạ tay tắt mic. Biết ơn anh. Đây, vậy thì vòng tri thức con người có bốn vòng này. Nó thiệt ra có bối cảnh đó, có bối cảnh các anh chị có nghi vấn vậy nè, các anh chị hỏi cái thì tại vì dựa trên nghi vấn thì các anh chị sẽ thấu suốt. Dựa trên nghi vấn, có nghi vấn các anh chị mới thấu suốt. Còn không có nghi vấn, không có nghi vấn thì không có ngộ, chưa có ngộ nhiều thì chưa thấu suốt. Nhưng mà được cái các anh chị có mong muốn thì sẽ chuyển hóa. Có mong muốn gì đó thì sẽ chuyển hóa. Ví dụ như một số anh chị nãy nói cảm thấy tự ti, sau khi nghe xong thì hết tự ti, thì các anh chị có mong muốn thay đổi nội tâm mình thì không cần phải có nghi vấn nhưng vẫn có thể chuyển hóa. Nhưng mà lớp học nào có nghi vấn hơn thì lớp học đó thấu suốt hơn. Nên là đón chào hết nghe các anh chị. Các anh chị có những cái cần phải thấu hiểu á, các anh chị mong muốn á, thì cứ thoải mái. Mình giao lưu mà. Rồi, Đào Nguyễn nè, giơ tay nè, giơ tay giờ vậy luôn ha. Rồi,
Xin mời chị. Dạ, em chào thầy, chào tất cả mọi người ạ. Thầy cho em hỏi cái từ mà qua câu chuyện của chú vừa chia sẻ thì chú có nói là cái ổ khóa, nghĩa là con trai chú nói là con trai chú nghĩ là sẽ làm được, nghĩ là sẽ có thể mở được cái ổ khóa này, có thể sửa được cái ổ khóa này. Nhưng mà đến khi mà con trai chú làm thì lại không làm được. Lại không làm được thì đấy là chính là ở cái lý do là con trai chú không biết, là con trai chú không biết cái đấy. Nó giống như thế thì nó có giống như cái việc kiểu như là mình bị định vị nhầm bản thân không ạ? Kiểu như có những cái trường hợp là đôi khi mình cứ nghĩ là mình có thể làm được cái việc này nhưng mà cuối cùng là bản thân mình không làm được việc đấy. Ừ, thì hiểu lộn, tưởng bằng tri thức, tưởng mình biết nó nhưng cuối cùng chúng ta vô làm thấy chưa biết. Thì đấy gọi là không không biết, nghĩa là không định vị được bản thân, đúng không ạ? Lúc đó gọi là biết là mình không biết. Không biết, không biết là mình không biết. Biết là mình không biết. Còn không biết có nghĩa là không nhận thức được luôn, không hề có ý thức luôn. Biết là Đen mình thui không biết. luôn, đen thui luôn, không có gì luôn, không biết gì luôn. Vâng, còn đâu cái trường hợp mà lúc chú nói là có thể đưa ví dụ thì em cũng hiểu được là khi người ta chỉ đưa được ví dụ khi mà người ta đã trải qua cái việc đấy rồi. Ví dụ như lúc người Ví ta dụ chưa trải lúc đó qua thì người ta chưa biết. người khác đưa thì được, còn mình đưa thì mình sẽ không đưa được những cái mình không biết, nhưng mà Đúng người rồi. khác nói thì được, tại vì cái đó đó là cái biết biết của họ, còn mình thì mình không thể nhận thức được. Ví dụ chị đang làm nghề gì, chị đang làm ngành gì, Em là kinh doanh mỹ phẩm. vậy thì chị nói thử một số thuật ngữ trong ngành đi, nó đại đi, nó đại cái gì đó đi. Em đâu làm trong ngành đó đâu. Cũng có cấu trúc rồi biểu bì mấy cả lớp tế bào các thứ. Ồ, vậy thì nếu nói ra thì em đã biết cái đó rồi, em biết trước. Vậy thì chị nói ra thì trúng cái biết của em. Nhưng có những cái là ai làm một số ngành đặc thù chuyên luôn. Ồ, nè có ví dụ này nói thì được nè. Các anh chị có biết đó là dàn trang á, các anh chị biết có những quyển sách đó, quyển sách đó các anh chị muốn ra sách xuất bản sách thì phải dàn trang, các anh chị có biết điều đó Không. không? Ồ đó, vậy thì cái đó là không biết, không biết của chị, nhưng mà đó là biết, biết của Nhật Anh. Nhưng chị nói ra thì trống không trong đầu đó, ủa có cái gọi như vậy sao? Nè, một quyển sách muốn ra đời được, các tác giả viết xong thì phải chỉnh chỉnh sửa lại, sau đó mới đưa cho người thiết kế á dàn trang ra. Hệ dàn trang là có nghĩa là sắp xếp lại câu cú, đồ sắp xếp lại hết, trang nào kiểu sao, bắt đầu thiết kế bìa đóng lại, bắt đầu mới gửi cho nhà xuất bản, bắt đầu mới xin giấy phép thì lúc đó mới xuất bản sách được. Dàn trang có khái niệm gọi là dàn trang đó, vậy thì nói chúng cái đó là không biết, không biết của các anh chị. Nhưng Em mà vẫn chưa hiểu cái đấy. Ví dụ như là mình viết ra một cuốn sách thì mình có một cái kịch bản dài rồi. Và khi một cái kịch bản dài đấy thì mình gửi cho cái người sản xuất sách đấy, xong người sản xuất sách đấy thì người ta cứ in ra thôi, xong người ta đóng không vào, đúng không ạ? phải đâu, cái đó là người đại diện ở ngoài ngành nên nghĩ như vậy, còn trong ngành đó ai đây, các anh chị làm trong ngành sách đó, các anh chị mới có cái biết đó, còn người ở ngoài không biết. Nhật Anh biết được là các anh chị biết tại sao không? Tại vì chị của Nhật Anh đó, là chị lớn của Nhật Anh đó, bà đang có xuất, bà đang viết sách thì bà tải ra được những quyển sách đặc biệt lắm, quyển sách mà thuộc dạng là chuyện chuyện gì ta, cái gì, chuyện cổ cổ trang, chuyện cổ trang mà lại pha trinh thám, có cổ máy thời gian á, bà tải ra quay về quá khứ, cái người đang ở thực tại đây quay trở ngược về quá khứ thì là sống trong thời mà chiến tranh đó, thời mà vua chúa đồ quan quyền đồ ở đó đó chinh chiến, rồi trong nội cung kiểu sao, chắc coi phim đó hay sao á, bắt đầu là trong đầu thấy mà hiểu, tải ra những ngày tới các anh chị có những thuật ngữ đó, các anh chị sẽ hiểu tại sao có tuôn ra, tuôn 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 tự nhiên ngủ ngưng đêm dậy tuôn 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 ra, ghi ra và câu chuyện rất logic và rất hay, sản xuất ra làm ra tới 5 tập. Thì chị mới hỏi Nhật Anh là về, tại vì thấy á, bên quýt em á là có xuất bản sách, tại vì chị thấy có hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời, nên là đâu
Em biết không, em chỉ chị với. Nhưng anh đâu biết, tại vì anh đâu có tham gia quá trình sản xuất đâu. Nhưng anh mới hỏi thầy Phụng, mới hỏi bạn Nghĩa, bạn của những anh chuyên thiết kế, tất cả những cái thiết kế của Quýt là người bạn tên Nghĩa làm. Thì hỏi họ, thì họ nói ra những anh mới biết là trên đời này có những quy trình như vậy đó hả. Thì những anh mới biết. Thì bây giờ nói, thì lúc đó thì bây giờ mới gọi là mình biết. Còn trước đó mình chưa nói là mình không thể hình dung được là có cái gọi như vậy. Nên cái đó gọi là không biết không biết á. Vâng. Thì Nhưng mà kiểu dàn trang là làm như thế nào ạ? tính làm gì tính sau. Tại vì mục tiêu này không phải nói về dàn trang. Còn nếu nói cũng được, dàn trang bắt đầu đưa vô phần mềm, bỏ vô lấy nội dung đúng không? Nội dung ai nó viết ra bỏ vô trong phần mềm. Mấy câu chữ đồ mấy chính tả sửa lại. Dàn trang có nghĩa là có quyển sách ở đây em ta, có mỗi một trang sách thì là được bao nhiêu chữ, bao nhiêu hàng, được bấy nhiêu thôi. Sau đó hết cái này mới qua cái kia, dàn ra cho trang trải ra hết luôn cho đến khi hết sách, biên tập lại, chỉnh lại hết luôn. Rồi trong đó còn có mấy cái khủng nữa, nói ra cũng không biết gì luôn. Đó là có một cái thuật ngữ nó gọi là mồ côi. Các anh chị có bao giờ nghe khái niệm mồ côi vào trong sách không? Mồ côi á là sao? Các anh chị có bao giờ thấy có những cái viết ra mà tự nhiên có một cái chữ nó lọt ở dưới một dòng không? Không, à, Có một một cái chữ đúng một dòng. chữ tự nhiên nó lọt dưới dòng dưới, nó đứng mình nó ở dưới. Thì nó Có. kỳ không? Đứng mình là tự nhiên nguyên trang sách đang rất đẹp vậy, tự nhiên cuối cùng biên tập sao có một hai chữ nó lọt ở dưới. Ồ, cái đó trong ngành sách đó người ta gọi đó, trong ngành thiết kế dàn trang đó, người ta gọi là mồ côi. Thầy nói mới biết. Nhưng anh nói nhưng anh mới biết gọi là Yes. mồ côi. Vậy đó, ý vậy đó, có những cái mình không biết, không biết luôn. Trên đời này bộ có cái gọi như vậy sao? Cho đến khi người ta nói mình mới biết. Thì mình đâu thể lấy ví dụ được. Đâu lấy ví dụ được. Chỉ có cái người kia người ta biết rồi người ta mới lấy ví dụ được. Còn mình làm sao biết. Hiểu hiểu không? Dạ, hiểu rồi ạ. Em biết ơn Hiểu thầy không? Một coi trước khi em nói chữ đó, chị trong đầu chị đâu có chữ đó. Không có khái em niệm có. đó trong dàn trang. Còn không biết dàn trang là gì. Thì nó Vâng. thuộc, không biết luôn. Đó, đó đó vậy đó, cái đó gọi là không biết không biết đó. Nhưng mà chỉ Nhật Anh biết cái đó, Nhật Anh mới lấy ví dụ được. Còn ai không biết thì đâu lấy được. Dạ. Cho nên là sẽ có nhiều cái mà mình không biết là mình không biết. Chắc Vô những lượng mà mình trên biết cuộc chắc đời rất này, ít. vô lượng. Hay nếu người nào nhận thức được là những gì mình đang biết rất ít so với lại trong vũ trụ này, thế giới này, thì người đó sẽ hết tự cao liền mà không có khái niệm gì là tôi biết nhiều hết. Và càng bước ra ngoài nói chuyện thì càng thấy hình như tôi thế giới này rộng quá. Thì sẽ hết luôn, nội tâm có hiểu biết nhiều cũng hết luôn. Tại vì cuối cùng nói chuyện hồi phát hiện ra có những cái người ta biết nhưng mình cũng không biết gì. Thì hết tự cao luôn. Sạch luôn á, tự cao về tri thức là sạch hết luôn á, không còn thấy mình cao hơn người khác nữa. Sức mạnh của cái nguyên lý này nó khủng đến mức đó biết ơn Biết chị. ơn thầy ạ. Hiểu rồi ha. Vâng, em xin phép tắt mic ạ. Dạ. Các anh chị nắm bắt hiểu đúng không các anh chị? Nhưng anh tin là các anh chị hiểu. Tại không tin không được. Thôi tin đi cho nó khỏe. Nói tiếp nghe. Nhưng anh nói tiếp nghe các anh chị. Một số câu hỏi khi giờ các anh chị giơ tay á, nhưng anh xin phép nói sau để anh chia sẻ sau nghe. Thôi nói tiếp ha. Tại vì còn tới mấy ý nữa. Nói giờ hỏi nói quá thì hết luôn á. Nha, nhưng anh xin phép nói tiếp. Rồi, không biết nước cái là nói tính gì tính.
Ai ông áp muốn miếng nước cho ông áp. Rồi đây cái này mới đặc biệt nè, để lấy cái bút nào cho các anh chị dễ nhìn. Bút này đi, lấy bút cầm đi cho dễ nhìn. Này cái này là người ta nha, người ta có bốn cái vòng tri thức này. Mình nè, mình có cái mình biết là mình biết. Theo các anh chị, theo các anh chị á, thì lúc mình nói cho người ta nghe, lúc mình nói cho người ta nghe thì mình dùng cái gì để nói ta? Mình dùng vòng tri thức nào để nói cho người ta nghe? Mình có thể dùng cái mình quên mà mình nói được không? Quên rồi sao nói? Nên không thể lấy vòng quên được. Có thể dùng cái mình biết là mình không biết để nói không ạ? À? Không. Còn không biết, không biết thì sao thể nói được? Nên vậy cuối cùng thì mình chỉ có thể lấy cái mình biết để mình nói cho người ta thôi. Có phải không ạ? À? Mình muốn nói cái gì cho người khác nghe thì mình chỉ có thể lấy cái mình biết ra mình nói. Nhưng mà nếu mình lấy cái mình biết, lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Minh chứng rất đơn giản, Nhật Anh nói thẳng luôn nè, lúc nãy Nhật Anh nói đó, dàn trang, Nhật Anh nói thẳng luôn thì lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Mà lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Nhưng mà mình chỉ có thể lấy cái biết của mình để nói cho người ta nghe thôi. Nhưng mà lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta lại không hiểu. Nè, lấy cái biết của mình chỉ có thể nói chuyện, mình chỉ có thể lấy cái biết của mình để nói cho người ta nghe. Nhưng mà mình lấy cái biết của mình nói thì người ta lại không hiểu. Vậy bây giờ làm gì bây giờ? Nếu mà mình lấy cái biết của mình á, mà mình nói, mình đem ra mình nói nè các anh chị. Theo các anh chị thì nếu mà mình lấy cái biết của mình nói thì có khả năng nó chạm trúng một trong bốn vòng tri thức của người khác không? Cả nhà, nếu mình lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, có khả năng nó chạm trúng một trong xung đột với một trong bốn vòng này không? Nè, nếu mà mình lấy cái biết của mình nói mà trúng cái họ biết rồi, các anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Nếu lấy cái biết của mình nói mà trúng ngay cái anh ta biết rồi thì ngon hả? Ồ, ngon đâu mà ngon. Nhưng anh mà nói cái anh chị biết rồi nó hoài thì các anh chị sẽ nói gì? Biết rồi nó hoài, có nhiều đó mà nó hoài thì họ sẽ chán. Các anh chị lấy cái biết của mình nói mà trúng cái biết của người ta mà nói hoài thì ta sẽ chán. Phải không? Đúng không ạ? À? Nói lấy cái biết của mình nói chạm chúng cái người ta đã biết mà nói nữa thì người ta sẽ chán. À vậy thì chúng nói chúng cái biết người ta chán rồi đó. Nếu mà bây giờ mình lấy cái biết mình nói của mình đó, mình nói mà lỡ chúng cái người ta quên thì sao? Chúng cái người ta quên thì người ta mơ hồ. Tại vì nói chúng cái anh chị quên rồi thì các anh chị mơ hồ, từ từ mới nhớ lại. Đúng không? Lấy cái biết của mình nói mình trúng cái người ta không biết thì người ta cũng thấy lơ mơ, người ta cũng không hiểu. Còn lấy cái biết của mình nói cho người ta mà trúng ngay cái người ta không biết, không biết. Trúng ngay cái không biết, trên đời này có cái vậy nữa hả? Mà mình cứ nói hoài luôn thì người ta sẽ bị đơ. Người ta sẽ bị đơ nếu như mình nói trúng cái người ta không biết, không biết là người ta bị đơ. Hiểu không ta các anh chị? Lấy chúng nói trúng cái mà không biết là bị đơ luôn.
tại vì chưa bao giờ biết nó nên nói ra không hiểu gì hết. Còn nói chúng cái không biết, không biết thế lộn, nói chúng cái biết là nói chúng cái họ không biết á, thì họ mơ hồ, họ không hiểu. Giống như lúc nãy Nhật Anh nói các anh chị á, nếu Nhật Anh phan thẳng Nhật Anh nói là các anh chị trong sách đó, dàn trang sách đó, trong việc mà làm sách đó có khái niệm, có cái gọi là mồ côi á, thì có phải tức tắc các anh chị đứng hình liền không? Đứng hình liền. Ồ, mồ côi là sao ta? Bị đơ. Còn nếu nói chúng cái các anh chị biết rồi, các anh chị nói à này biết rồi nè, thì nói hoài là chán. Còn nói chúng cái các anh chị quên thì mình hơi hơi mơ hồ. Còn nói chúng cái không biết, biết là mình không biết, các anh chị không biết đó, thì nói hoặc cũng không tiếp nhận được thông điệp. Nên là quá trình giao tiếp có nhiều người biết nhiều lắm nhưng khi nói ra người ta không có nhận được vòng tri thức của người nghe, họ không mở rộng được vòng tri thức. À, không mở rộng được vòng tri thức đó vì không có nhớ, không hiểu được. Vậy thì làm gì bây giờ? Lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Lấy cái biết của họ, lấy biết cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Nhưng mình chỉ có thể lấy cái biết của mình để nói cho người ta nghe thôi. Nhưng mà nói nữa thì người ta không hiểu. Vậy thì giờ làm sao? Giờ làm sao đây? Giờ làm sao cả nhà? Giờ nghỉ nói luôn. Có nói giờ nghỉ nói luôn. Nghỉ khỏi nói nữa. Nên cuối cùng ta nín thinh. Con người nín thinh luôn. Hết hết biết nói gì. Tại vì mở miệng đã nói là chúng là phạm liền. Mở miệng đã nói là cỡ nào cũng trúng vòng tri thức bốn vòng này. Thì cao nhân đã chỉ điểm cho mình. Đó là họ nói á, lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Còn lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta sẽ không hiểu. Nhưng nếu mình bắt đầu từ cái biết của họ nói ra, những ngày tháng qua là những ngày qua đó là Nhật Anh đã dùng điều này nè các anh chị. Nhật Anh đã dùng cái biết của các anh chị á, bắt nguồn từ cái biết của các anh chị để nói ra, dẫn tới cái mà anh chị đã quên. Sau đó Nhật Anh dẫn ngược lề, sau đó Nhật Anh mới mở rộng ra, nói ra chúng cái các anh chị không biết, sau đó Nhật Anh nói cái thì những cái anh chị biết, rồi sau đó Nhật Anh mới nói tiếp chúng cái các anh chị không biết, không biết, sau đó mới quay trở ngược về cái biết, sau đó mới nói kiểu sau đó nói ra chúng cái anh chị đã quên, cái anh chị lại nhớ lại. Cứ vậy hoài đó, quay hoài, thì cuối cùng các anh chị phòng tri thức của các anh chị mở rộng ra hết, cái biết biết này mở rộng ra thì chính thức các anh chị ngộ được nhiều hơn. Tờ giấy các anh chị thấy rõ không ta? Có một số chị nói là thấy giấy không rõ, các anh chị nhìn rõ được không ạ? À? Hình như cũng rõ mà đúng không? Nhưng anh nhắc lại nha. Nhưng anh xin phép nhắc lại. Đó là những ngày qua đó, Nhưng anh đã áp dụng nguyên lý này. Nhưng anh bắt nguồn từ cái biết của các anh chị để nói ra. Nhưng anh có những cái biết của mình. Nhưng khi mình nói cái biết đó ra thì người ta, chúng sẽ chạm trúng những vòng tri thức này của các anh chị. Thì không có cái nào hiệu quả hết. Tại vì nói chúng các anh chị biết rồi, các anh chị chán. Nói chúng cái đã quên, các anh chị mơ hồ. Chúng cái các anh chị không biết, các anh chị không rõ, không thấu suốt được. Còn chúng cái không biết, không biết mà cứ nói hoài mà không dẫn dắt gì hết thì các anh chị cũng không hiểu luôn, và học hoài không hiểu gì hết. Thì những ngày qua Nhật Anh đã áp dụng nguyên lý này, các anh chị cứ quan sát thử nhớ lại, và các anh chị hoặc là quan sát từ đây cho tới những ngày tới, các anh chị sẽ nhận được cái hiện thực này. Đó là Nhật Anh mượn hiểu biết của các anh chị. Sau đó Nhật Anh dẫn ra những cái Nhật Anh biết, có khi nó nằm trúng ngay các anh chị đã quên. Vậy thì Nhật Anh mới liên kết cái biết đó qua cái các anh chị quên,
sau đó nhờ anh nhắc nhớ lại thì chính thức vòng hiểu biết, cái vòng biết của các anh chị mở rộng ra, sau đó nói tiếp cứ vậy hoài đó, mượn cái biết của các anh chị nói tiếp. Thì các anh chị có những cái mình không biết, nhưng sau khi nói rồi thì các anh chị, có phải bây giờ các anh chị đã biết được là cuộc sống của mình cần phải thuận dòng không ạ? Cả nhà, có phải bây giờ cả nhà đã nhận thức được là cuộc sống của mình cần phải thuận dòng không? Và cuộc sống chưa hanh thông là bởi vì mình đã không thuận dòng không? Có phải không ạ? Vậy thì trước đó cả nhà có nhận thức đó không ạ? Nếu các anh chị mới học, các anh chị học rồi thì những anh xin phép nhắc nhớ lại thôi. Còn các anh chị chưa học, có phải các anh chị lúc đó mình cũng không, hình như mình cũng không biết là tôi không thuận lợi là do tôi không thuận dòng, phải không ạ? Đúng không các anh chị? Các anh chị khoan hãy cảm thấy khó hiểu, để anh đang dẫn dắt á, để xin phép các anh chị đang lấy ví dụ ra để các anh chị hiểu á. Nào, trước đây trước khi học có phải các anh chị cũng không biết, không cũng không biết tại sao mình không hanh thông, cuộc đời của mình nó nỗ lực nhiều nhưng nó cũng không hanh thông, nó cũng hơi cực, nhưng là quả đạt được những cái kết quả cũng không như ý. Nhưng mà sau khi nói thì các anh chị hiểu được đó là do mình đã đi ngược dòng, con thuyền của mình đã đi ngược dòng nhưng mình không biết, đi ngược với nguyên lý rồi. Vậy thì có phải Nhật Anh đã mượn, Nhật Anh nói ngay từ ban đầu á, nói cuộc đời con người giống như cái con thuyền nè, nếu đi thuận dòng thì nó nhẹ, còn đi ngược dòng thì nó nặng, rồi mới lấy bắt đầu mới liên kết qua. Vậy thì nếu ví cuộc đời con người giống như con thuyền và quy luật thì nó giống như những dòng sông á, dòng nước như quy luật, vậy thì cuộc đời mình giống như con thuyền, vậy thì con thuyền này đi mà nặng nặng nề có nghĩa là nó đã bị đi ngược dòng. Thì tức khắc các anh chị nhận thức được, các anh chị ngộ được, à thì ra là do tôi đã đi ngược dòng. Vậy thì đã làm gì vậy, Nhật Anh đã làm gì? Có phải Nhật Anh đã mượn hiểu biết của các anh chị, đó là ai cũng biết là con thuyền, ai cũng nhìn thấy là biết hết, đó là hiểu biết của các anh chị đó. Sau đó Nhật Anh mới liên kết qua, à cuộc đời giống như con thuyền vậy, đi 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 hoài không tới là do đi ngược. Thì làm cho các anh chị nó có thể nó rơi vô chúng cái các anh chị đã quên rồi, hoặc là các anh chị không biết, không biết đó, không biết, không biết là mình đã đi ngược dòng. Thì nói một chút nữa thì ngay tức khắc cái vòng thì các anh chị hiểu, thì cái không biết, không biết đó nó biến thành cái biết của các anh chị. Các anh chị hiểu, hiểu ý rồi, cứ vậy hoài đó, nói hoài nói hoài, cứ một lần nói chủ đề mới là cũng bắt đầu từ cái biết. Hôm bữa có ai hỏi là tại sao nói vật chất trước, cả nhà nhớ không ạ? Cả nhà có nhớ hình như hôm qua hả, có anh nào, anh hình như anh Hải hả, anh nào quên rồi, anh Hải đúng không, hỏi là tại sao lại ghi vào tàn diện lại ghi vật chất trước, tại sao? Tại vì cái biết ở ngoài xã hội á là người ta đang định định hướng, định giá, định cái giàu có là bằng vật chất, phải không? Nhắc tới giàu là nhớ đến tiền, giàu tiền của không à, chứ ít ai nhớ đến giàu trí tuệ. Vậy thì nếu nói giàu trí tuệ liền thì có khi chúng các anh chị không biết, không biết, các anh chị đờ, hoặc là các anh chị chưa chưa nhận được. Nhưng nếu đi từ vật chất là đi từ cái biết của xã hội đó, các anh chị đều có cái biết đó hết, nhưng anh đi từ cái đó đi ra, nhưng anh mới nói gì, ồ con người giàu hả, giàu vật chất cũng chưa đầy, cũng chưa đủ đầy đâu, mà là cái người giàu thật sự á là phải có giàu về thể chất nữa, phải có sức khỏe nữa thì mới giàu có thật sự. Thì ngay tức khắc
Có phải các anh chị chạm trúng cái à, thì ra là vậy. Ồ, thì ra là giàu còn phải giàu sức khỏe nữa hả, thể chất nữa hả? Ồ, tôi biết rồi, vậy thì tôi phải giàu thể chất nữa. Thì ngay cái không biết, không biết cái biết đó nó đã rơi xuống cái biết biết hay là vòng tri thức các anh chị nở ra rồi. Sau đó nói giàu còn phải giàu năng lực nữa, người ta đang đo đạc cái giàu có của con người là dựa trên vật chất, thể chất với năng lực. Thì sau đó nói hồi thì mới nói là ô, con người còn phải giàu nhân cách nữa nè, giàu phẩm chất nữa, giàu tâm thái nữa. Và đặc biệt là có phải các anh chị, có phải á, một người giàu trí tuệ thì họ mới giàu vật chất thật sự không? Họ mới giữ được vật chất không? Thì các anh chị nói đúng rồi. À, đúng rồi, vậy thì lúc đó các anh chị ngộ ra thì nó đã, vòng tri thức mình đã nở ra. Ví dụ vậy đó. Trời, cứ vậy thôi, cứ lấy cái biết. Nhưng mà vậy thì cái vậy nè, cái biết của chúng ta là cái gì ta? Lấy cái biết của con người nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Vậy thì cái biết là cái gì? Đơn giản lắm, cao nhân chỉ cho mình cái biết của con người mình nó tồn tại ở mấy dạng này thôi nè. Đó là nó tồn tại ở dạng bình tĩnh, ở dạng niềm tin của mình. Đây, những anh ghi này ra các anh chị sẽ nắm bắt liền ha. Đó là con người mình á, định hướng tới có những cái mình chỉ cần biết thôi. Rồi có những cái thì mình hiểu, có những cái mình cần thấu suốt. Và có những cái mình cần chuyển hóa. Biết, hiểu, thấu suốt với chuyển hóa. Đây, Nhật Anh xin phép ghi lại tờ giấy này nha. Nhật Anh ghi lại cho nó vô cùng cái, cho các anh chị nhìn cho dễ ha. Nhật Anh xin phép các anh chị. Đây, có những cái nè. Biết nè, hiểu nè, thấu suốt và chuyển hóa. Đây, con người mình có những cái mình cần biết, có những cái mình hiểu, có những cái mình thấu suốt và có những cái mình cần để chuyển hóa. Vậy thì á, mình mà lấy cái tin của con người nói cho họ nghe thì họ sẽ biết. Mình biết cái gì là dựa trên mình tin mình mới biết. Đây, này đơn giản lắm. Cái mình biết, con người định hướng mình hướng tới, có phải là các anh chị cũng muốn biết nhiều điều không? Mình mong muốn mở rộng hiểu biết ra và mình muốn hiểu nhiều hơn, mình muốn thấu suốt hơn và mình muốn có sự chuyển hóa. Thì định hướng con người nè, biết thật nhiều, biết thật nhiều, hiểu trọng điểm, hiểu những cái cần phải hiểu, thấu suốt những cái cần thấu suốt và chuyển hóa những trọng điểm. Học tập biết thì cứ biết nhiều, nhưng mà hiểu thì hiểu những cái cần hiểu thôi. Còn thấu suốt thì sẽ thấu suốt những cái cần thấu suốt. Và chuyển hóa thì còn có những trọng điểm cần phải chuyển hóa.
thì chỉ cần như vậy thôi đó. Các anh chị định hướng hướng tới biết nhiều lên, hiểu thì hiểu những cái nào cần phải hiểu, thấu suốt những cái cần thấu suốt, và chuyển hóa những cái trọng điểm cần phải chuyển hóa thì nó nhẹ liền, không cần phải học quá, biết quá, không cần phải hiểu quá nhiều, không cần thấu suốt quá nhiều, mà là thấu suốt những cái cần thiết, chuyển hóa những cái cần thiết, hiểu những cái cần thiết. Rồi, vậy thì dựa trên cái tin á mà nói cho người ta nghe thì người ta sẽ biết. Dựa trên niềm tin của họ nói cho họ nghe thì họ sẽ biết. Dựa trên cái biết của họ nói ra thì họ sẽ hiểu. Dựa trên nghi vấn của họ mà nói thì họ sẽ thấu suốt. Và dựa trên mong muốn của con người mà nói thì con người sẽ chuyển hóa. Dựa trên cái tin nói ra thì con người sẽ biết. Dựa trên cái biết mà nói thì con người sẽ hiểu. Dựa trên nghi vấn mà nói thì họ sẽ chuyển hóa, họ sẽ thấu suốt. Và dựa trên mong muốn mà nói, người ta mong muốn điều gì, nói đúng mong muốn đó thì người ta sẽ chuyển hóa. Vậy thì cái biết của con người á, nó nằm trong cái này nè, nằm trong những cái tin, nó tồn tại ở bốn dạng: dưới dạng niềm tin của mình, dưới dạng cái biết của mình, dưới dạng nghi vấn, và những dưới dạng mình mong muốn. Nếu mình biết được người ta muốn cái gì thì mình nói thì họ sẽ chuyển hóa. Biết nghi vấn của họ, nói ra, nói dựa trên nghi vấn của họ nói ra thì sẽ thấu suốt. Ví dụ như lúc nãy anh Thomas hỏi, hoặc là chị Đào Nguyễn hỏi, có phải là dựa trên nghi vấn nói giải đáp thì có phải các anh chị thấu suốt hơn không ạ? À? Cả nhà, cả nhà có phải dựa trên nghi vấn anh Thomas hỏi và chị Đào hỏi thì dựa trên nghi vấn nói ra thì các anh chị thấu suốt về nguyên lý này hơn không? Các anh chị thấu suốt hơn đó. Rồi, đưa ra những ví dụ nữa thì các anh chị hiểu nhiều hơn đó. À, dựa trên niềm tin của các anh chị thì các anh chị giờ đã biết nó rồi. Rồi, ai có mong muốn gì? Mong muốn là nội tâm được an vui. Thì vừa nghe xong các anh chị sẽ mở rộng được, cái cảm thấy là không có hiểu biết con người, không ai hơn ai gì hết đó. Thì chuyển hóa nội tâm liền ngay tức khắc. À, thì lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Vậy thì lấy cái biết của họ chính là lấy, là mượn được, biết được niềm tin của họ là gì, biết được cái biết của họ là sao, biết được những nghi vấn của họ, biết được những mong muốn của họ. Nếu các anh chị có thể biết được bốn cái này hoặc là một trong bốn thì có phải rất đơn giản để có thể tương tác và nói chuyện với người khác không ạ? Phải không? Nếu mình có thể biết người ta nghi vấn cái gì và nên biết được họ mong muốn điều gì thì rất đơn giản để nói, có thể áp dụng nguyên lý này đơn giản. Được không? Anh chị được không ạ? Ví dụ về cái tin. Con á, mấy con á tin bản cửu chương thì mấy con mới biết về bản cửu chương. Còn nếu không tin thì không biết. Nè, các con á tin bản cửu chương là niềm tin này, nó mặc định này, không không cần phải hiểu cửu chương, không có hiểu gì hết, cửu chương là tin, tin xong rồi làm thì mới biết, thì tin là có bản cửu chương đúng như vậy đó, thì tự nhiên sẽ có hiểu biết nền tảng của toán học. Ừ. Rồi những cái các anh chị để ý thử, hồi xưa á, trước đây á, ở thời xưa á, là tại sao người ta thời người thời xưa người ta biết nhiều quá ta? Các anh chị có để ý thấy những người hồi xưa tuổi tuổi vật lý nhỏ nhỏ thôi, hai mấy 30 tuổi thôi, là họ đã biết nho y lý số, họ biết hết không, họ thấu hiểu hết, họ biết được hết không? Tại sao? Tại vì họ tin, họ tin vô những sách thời đó đó, những cao nhân thời đó họ nói sao là tin như vậy, họ tin nên họ biết nhiều.
tin nên là biết nhiều. Rồi hai, biết thì mới hiểu, biết rồi thì mới tìm đi tìm cái hiểu, rồi ai đó có nghi vấn thì sẽ thấu suốt, còn ai có mong muốn thì sẽ chuyển hóa. Nên con người muốn biết nhiều chỉ cần tin thôi là biết nhiều, tin thôi là tự nhiên biết, còn muốn hiểu thì phải có cái biết đó rồi thì mới muốn hiểu nó, thì dựa trên đó mới hiểu được. Rồi ai muốn thấu suốt thì đặt nghi vấn là thấu suốt, còn ai muốn có sự chuyển hóa thì phải có mong muốn mới chuyển hóa được. Có câu hỏi đó là sao mà chúng ta biết người khác tin và biết cái gì để nói ta, và làm sao để biết họ tin gì, làm sao họ biết biết họ biết gì, làm sao biết họ nghi vấn cái gì, và làm sao biết họ mong muốn điều gì, làm sao để biết ta. Nếu mình biết thì mình đã mượn, mình xin mượn cái hiểu biết đó mình nói là quá xong, là xong chuyện rồi. Hay lắm, cách đơn giản nhất luôn đó là không có gì vi diệu hơn, đó là mình hỏi họ, không có gì đơn giản hơn là hỏi họ. Ví dụ như lúc nãy Nhật Anh đã hỏi, Nhật Anh có hỏi các anh chị không ta, có phải Nhật Anh thường xuyên hỏi các anh chị không, Nhật Anh nhờ các anh chị giúp đỡ, Nhật Anh nhờ các anh chị hỏi, các anh chị có câu trả lời á, thì Nhật Anh đang xin phép mượn hiểu biết của các anh chị, nhưng mà phải hỏi với cái thái độ ông sao thì người ta mới trả lời, thì phải hỏi có sự cầu thị, có sự cầu thị và có sự khiêm tốn nữa thì người ta hỏi, người ta đơn giản để trả lời. Còn có số người có khi hỏi hoài người ta không trả lời, tại vì hỏi láo cá quá người ta không ưa, hỏi láo cá quá người ta ghét, người ta không trả lời. Ví dụ như chị Đào đi, nhưng anh thấy chị ở đây nè, ví dụ như em hỏi về chị trả lời không ha, nói ơi chị hiểu gì chị nói em nghe coi, chị hiểu không, hiểu một câu đơn, hiểu dàn trang sách tôi không có biết không. Thì hỏi vậy trả lời không các anh chị. Hỏi vậy trả lời không cả nhà, không không ưa, không ưa nên không trả lời, mặc dù cũng hỏi đó nhưng không ưa, không ưa nên không trả lời. Nên là vi diệu nhất đó là chỉ cần hỏi với thái độ cầu thị, mình cần biết, mình xin mượn hiểu biết của họ, mình xin mượn thì lúc đó họ cho. Vậy thì hỏi hỏi họ thôi, hỏi họ thì mới biết được họ biết gì, thì từ đó mới dựa trên đó mới nói ra, mới ráp cái biết của mình đó ráp vô, nhưng mà phải dựa trên cái biết của họ đem biết tới đâu thì mình mới nói được. Nhật Anh có một cái này Nhật Anh nhớ hoài luôn, hồi nhỏ Nhật Anh học chơi cờ tướng đó cả nhà, lúc còn nhỏ đó, chơi cái Nhật Anh nhớ hoài luôn à. Sau này học nguyên lý này mới hiểu là người anh của mình ổng đã làm điều đó, đó là hỏi ông anh đó, đánh ổng đánh cờ hay lắm, hỏi ổng là anh Tài, anh dạy em chơi đi, anh dạy em đánh cờ chứ. Thì ông anh lớn ông định chỉ mình, cái tự nhiên lúc đó tự nhiên nha, giờ nhớ nhớ lại cái lúc đó tự nhiên ông khựng lại, ông hỏi, ông nói vậy nè, em biết được cái gì rồi, em biết được con này rồi là con gì chưa? Ông tại ổng định nói luôn, ổng định nói thế cờ đồ luôn, nhưng tự nhiên cái ổng đại ổng kể ra nhờ anh mới biết, ổng nói là lúc đó hình như phát hiện ra em chưa biết gì hết, thì lúc đó mới hỏi là em biết cái con này gọi là cái mặt hình đó là con gì chưa, nói em chưa biết gì hết. Thì hồi nhỏ mà mới bắt đầu cái ổng mới chỉ con này gọi là con này nè, rồi xếp cờ vô bắt đầu mới đi nước kiếm sao. Thì ra là người anh của mình đã áp dụng nguyên lý này bằng tri thức, nên là rất đơn giản để có thể nói cho người ta hiểu những gì mình muốn nói. Nên ai đó mà các anh chị thấy nói hoài mà người ta không hiểu,
thì có khi mình coi lại, mình nhìn lại thử coi mình đã có áp dụng vòng tri thức không. Nếu áp dụng vòng tri thức thì người khác sẽ đơn giản để nắm bắt, và thông điệp mình truyền tải đưa tới người ta sẽ hiểu hết. Ngày hôm qua thì anh có lấy một cái ví dụ ra nhưng mà chưa có nói hết. Đây đây nè, cả nhà có nhớ hôm qua có bối cảnh này không? Sức khỏe nè, lấy ví dụ ha, lấy ví dụ. Nhưng anh xin phép lấy ví dụ này để cho các anh chị thấu triệt liền luôn nguyên lý này luôn. Đơn giản, ai chắc những anh nhờ một anh chị phối hợp quá. Có anh Vũ Hoàng nè, có anh Vũ Hoàng giơ tay. Có Duyên hả? Duyên đang giơ tay, chắc Thuận Duyên hơn, tên Duyên chắc Thuận Duyên hơn quá. Thuận Duyên ha, chắc nhờ phối hợp, nhờ Duyên phối hợp. Đây, những anh xin mở mic cho Duyên nè. Nếu bây giờ á, những anh muốn nói cho Duyên nghe, và cho Duyên nghe về sức khỏe là như thế nào, mình muốn nói điều đó ra, vậy thì thử áp dụng vòng tri thức, áp dụng kiểu sao thì nhờ Duyên phối hợp ha. Đó là Duyên có mong muốn là có sức khỏe tốt không? Dạ có ạ. Mong muốn là có sức khỏe tốt. À, hình như con người mình đều có mong muốn đó, đều mong muốn có sức khỏe tốt hơn. Dạ đúng rồi. Vậy thì trước đây á, Duyên có từng bao giờ nghĩ tới là làm sao để mình khỏe mạnh không? Theo cái những gì trước đây mà Duyên trong cuộc sống á, có tìm cách làm sao để khỏe mạnh hơn không? Dạ có, giống như là tập thể dục, hít thở, chạy bộ, là yoga này kia. Ừ, tập thể dục, hít thở nè, chạy bộ rồi yoga Vâng. thì cũng khỏe hơn, cũng có khỏe hơn đúng không ạ? À? Dạ có chút chút. Nhưng mà sao lại chưa khỏe hết ta? Do đâu mà cảm thấy chưa có toàn diện hết? Nhưng có khi cũng không biết luôn. Em cũng không biết Đâu, ạ. cũng không biết tại sao mà mình cũng không khỏe hết. Dạ đúng rồi. Nhưng anh cũng có mong muốn là để cho mình khỏe mạnh. Nên là từ cái ngày mà muốn đi tìm hiểu về sức khỏe đó, thì có cao nhân chỉ điểm cho Duyên. Có vị cao nhân, có những cao nhân họ nói cho mình nghe cái định nghĩa của sức khỏe. Mà đơn giản lắm. Đó là theo tổ chức y tế thế giới, họ một có một cái định nghĩa như vậy mà những anh thấy rất đơn giản để thấu hiểu. Đó là họ nói đó, sức khỏe đó, đó là con người muốn khỏe thì phải có ba khía cạnh này: thể chất, tinh thần với xã hội. Khỏe thì người đó mới khỏe. Tại vì đâu đó ngẫm lại thì có phải mình thấy là có những người thể chất độ cũng tập luyện đồ nhiều, nhưng mà yếu tố tinh thần của họ nếu như họ không vui vẻ, nội tâm có vấn đề thì hình như cũng không khỏe được đúng không ạ? Vận động nè, nhưng mà nội tâm lại không an vui, không có thoải mái, có vướng mắc trong nội tâm thì hình như cũng không khỏe lắm. Dạ. Rồi mình thường nghe nói có tâm bệnh không ta? Có ạ. Tâm bệnh nên là nội tâm á, tâm bệnh là bên trong á, nó sanh ra thân bệnh. Cái thân ở bên ngoài này bị bất ổn là do đâu đó, do bên trong nữa. Nên là yếu tố tinh thần ở bên trong á, nó quyết định tới sức khỏe của con người mình. Vậy thì chỉ cần có tinh thần tốt là một khía cạnh, thể chất tốt. Rồi,
một người nữa có tinh thần, có thể chất tốt, nhưng mà họ theo duyên thì nếu mà họ cũng làm biếng tiếp xúc với con người, họ không nói chuyện với ai, cũng không tiếp xúc với ai, họ sợ và cũng không muốn tiếp xúc với con người, thì có khỏe không? Chắc là Nếu không. mà cũng không có tiếp xúc với ai mà cảm cái trạng thái đó làm biếng nói chuyện á, làm biếng tiếp xúc con người Dạ. thì người ta cũng không khỏe, các cao nhân cũng đánh giá cũng không khỏe. Vâng, giống như bố mẹ mà không có, giống như là những người mà bạn bè xung quanh á, thì người ta cũng không được vui cho lắm. Kiểu vậy, những người già ấy. Em thấy như vậy. Dạ. Nên là họ có thể thể chất, người nếu người lớn tuổi thì vừa thể chất không không đạt, tinh thần cũng không an vui, mà thể chất mà xã hội nữa, khía cạnh mối quan hệ xã hội nữa còn bị vướng đó nữa, cho nên là sức khỏe của người lớn tuổi có khi cảm thấy không khỏe là bởi vì ba khía cạnh này không làm được. Các tổ chức y tế thế giới á, các cao nhân họ nói cho mình nghe vậy nè Duyên, đó là sức khỏe đó là một cái trạng thái thoải mái toàn diện, thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần với xã hội. Họ chỉ điểm cho mình vậy. Đó là sức khỏe là một trạng thái thoải mái toàn diện hết về thể chất, tinh thần với xã hội. Dạ. Không phải không không phải là không có bệnh hay thương tật, mà là thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần với xã hội. Thì người nào muốn khỏe mạnh thì người đó chỉ cần có ba ba cái trụ cột này làm tốt. Thể chất tốt, tinh thần tốt và xã hội tốt thì người đó sẽ khỏe. Duyên nắm được cái này không ạ? Dạ, để em nhắc lại. Có sức khỏe là thoải mái toàn diện, ba cái thể chất, tinh thần và xã hội. Dạ đúng không thầy? Đúng, không bao gồm không bệnh hay thương tật. Không phải là không bệnh hay là cái người không có bệnh, không có thương tật thì không gọi là khỏe. Tại vì họ phải có thể chất, tinh thần với xã hội toàn diện khỏe mạnh hết thì người đó mới khỏe. Có những lúc nào nè Duyên hay là các anh chị á, mình có cái trạng thái mà có những lúc các anh chị ngủ dậy mà các anh chị thấy sảng khoái hết, mà tỉnh táo, thân nghe nhẹ lắm mà khỏe hết, nội tâm thoải mái an vui và nhẹ nhàng lắm, cảm thấy muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh. Có những lúc nào các anh chị ngủ dậy mà các anh chị có trạng thái đó không? Dạ có ạ. Chúc mừng Duyên. Ai mà có trạng thái đó là chúc mừng các anh chị. Tại vì đó là một lần được cảm nhận, thực thụ được thoải mái toàn diện là sao? Đó là thoải mái về thể chất, tinh thần với xã hội đó. Rồi, các cao nhân họ chỉ điểm cho mình như vậy nữa. Duyên có cái nghi vấn là làm sao để thể chất được trọn vẹn không? Thể chất được mạnh khỏe là kiểu sao? Tinh thần á, làm sao để tinh thần khỏe, làm sao để khía cạnh về xã hội mình được khỏe? Có nghi vấn đó Dạ có ạ. không? Các cao nhân chỉ điểm cho mình như vậy. Tinh thần của mình á, chỉ cần mình an vui nè, bao dung và trân trọng biết ơn. Thì tinh thần sẽ tốt. Ba nguồn năng lượng này làm cho tinh thần của mình, trụ cột về sức khỏe tinh thần được đảm bảo. Mối quan hệ xã hội thì mối quan hệ á, có những mối quan hệ quý mến, làm sao để xây dựng được những mối quan hệ quý mến, mối quan hệ tin tưởng và mối quan hệ thân thiết. Thì sẽ đạt được khía cạnh khỏe về mặt xã hội, mối quan hệ xung quanh, làm sao đó để nâng cấp lên mối quan hệ quý mến, tin tưởng với thân thiết. Những cái này thì những ngày tới mới nói, nhưng mà có cao nhân chỉ trước á, nên là định hướng hướng tới thôi. Chỉ cần mình làm sao có mối quan hệ quý mến, tin tưởng và thân thiết thì khía cạnh xã hội của mình sẽ tốt, sẽ khỏe. Rồi về khía cạnh về thể chất, theo Duyên cảm nhận thì làm sao để cho cái gì đại diện cho thể chất của mình mạnh khỏe ta? Hình như bị tắt mic rồi. Đó. Ừ. Theo em được học cấp độ
dạo dài không phải, em quên rồi thầy. Này, dẻo dai nè, loại gì nữa, có tốc độ nè. Thăng bằng. Theo Duyên cảm nhận, một người có sức mạnh thì người đó đại diện có hình thể được gọi là khỏe về thể chất không? Mạnh, rất mạnh, mạnh khỏe, có sức mạnh, rồi có thể bền, chạy bộ được 42 cây, làm gì cũng bền, chạy chạy bộ được bền. Nếu thấy một người chạy 42 cây mà về đích xinh tươi thì thấy người này khỏe không? Khỏe. Khỏe. Người mà có thể có sức mạnh đinh được cái gì đó 200-300 kg nâng được lên thì nói người này khỏe về thể chất không? Có. Có, người đó rất khỏe. Thì người đó khỏe là có đại diện nè, có sức mạnh nè, sức mạnh là đại diện một phần cho thể chất nè. Bên cạnh đó mạnh không nhưng không bền thì cũng không có, mà phải có sức bền nữa. Rồi, có dẻo dai. Dẻo dai, mở được khớp á, dẻo dai, uống rồi có tập yoga đúng không Duyên? Dạ có ạ. Vậy thì có phải người dẻo dai có thể mở được khớp ra, uống đồ cong được hết thì người đó dẻo dai, thì đại diện cho nhìn thấy những người đó làm được vậy là thấy họ khỏe. Thì đó đại diện cho sự dẻo dai đó. Rồi, thăng bằng. Thăng bằng. Rồi tốc độ, có tốc độ nữa thì sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng với tốc độ là nó đại diện cho sức khỏe về thể chất. Nên muốn hoàn thiện được thể chất á, làm tốt được 5 cái này: sức mạnh, có sức bền, dẻo dai, có thăng bằng, có tốc độ là sức khỏe thể chất sẽ đảm bảo. Thế hôm nay rõ Rõ hơn học gì? Có tiêu chí rõ ràng, phấn đấu rõ rồi đó. Tinh thần thì giờ chỉ cần có phải làm sao cho an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn thì khỏe về tinh thần. Mối quan hệ xã hội thì có những xoay quanh mình bằng những mối quan hệ quý mến, tin tưởng với thân thiết thì khỏe về mặt xã hội. Vâng. Rồi, thể chất thì sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng, tốc độ. Bữa nào tới lớp tới có học phần về sức khỏe đó, nói sâu hơn là trọng điểm của sức khỏe nằm ấy, trọng điểm của sức mạnh nằm đâu nè, sức bền muốn có thì phải làm gì, dẻo dai thì phải làm sao, muốn dẻo dai thì mở khớp, mở được khớp ra là dẻo dai, thăng bằng, tập được cân bằng được hai bên cơ thể đều lại là thăng bằng. Rồi tốc độ, có những cái cách để làm tới, thì bữa nào có bối cảnh thì giao lưu sâu hơn ở đây, nhưng mà tiêu chí đó là những cái làm như vậy thôi là khỏe mạnh. Vậy thì sức khỏe con người á, đơn giản lắm, Duy muốn khỏe mạnh thì thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần với xã hội thì sẽ có sức khỏe tốt. Rồi, thử lặp lại một cái, Duy nắm bắt được ý không ta? Dạ được ạ. Để em lặp lại. Sức khỏe là thoải mái toàn diện giữa tinh thần, xã hội và thể chất. Trong đó tinh thần sẽ có an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Xã hội thì có những mối quan hệ quý mến, tin tưởng và thân thiết. Còn thể chất thì có sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ. Ngon. Dạ Rồi, chúc mừng Duyên. Đó là những tiêu chí để định hướng sức khỏe của mình đó. Theo đuổi những điều này là sẽ có sức khỏe tốt. biết ơn thầy chỉ điểm, biết ơn cả nhà lắng nghe. Biết ơn Duyên phối hợp. Em xin tắt mic ạ. Vậy thì Nhân Anh đã làm gì vậy các anh chị? Cả nhà, Nhân Anh cùng với bạn Duyên đã làm gì? Các anh chị nghe, các anh chị có nắm bắt được hơn về sức khỏe không ạ? À? Các anh chị có giờ có cảm nhận được sức khỏe trở nên đơn giản hơn không? Đó là một trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần với xã hội.
Và trong bối cảnh này giao lưu thì biết được có những tiêu chí như vậy nè. Chỉ cần mình an vui là mình có sức khỏe tốt, tinh thần tốt, bao dung, trân trọng, biết ơn. Còn làm sao thì những ngày tới mới nói. Ngày tới mới nói chúng ta sẽ có học phần về an vui, học phần bao dung, học phần trân trọng, biết ơn. Chúng ta có học phần là nâng cấp mối quan hệ đó. Làm sao để nhận dạng và nâng cấp mối quan hệ lên tin tưởng, quý mến, tin tưởng và thân thiết. Là có học phần đó. Rồi, có một cái số một số giúp giao du về làm sao để có sức mạnh, làm sao có sức bền, làm sao dẻo dai, làm sao thăng bằng, làm sao tốc độ. Thì những ngày tới muốn thấu suốt hơn thì mình sẽ thấu suốt. Các anh chị nghi vấn đi là những ngày tới thấu suốt. Nhưng các anh chị đã có cái biết này không? Các anh chị đã mở rộng được hiểu biết của mình là sức khỏe trở nên rất đơn giản không? Đó thì đó là một cái ví dụ, nhưng anh xin phép mượn ví dụ đó để đại diện cho là ứng dụng bằng tri thức đó. Nếu ngay từ đầu nhưng anh nói luôn các anh chị ơi, sức khỏe nha, sức khỏe đó các anh chị muốn khỏe hả, thể chất tinh thần với xã hội khỏe thì phải có thể chất khỏe, tinh thần khỏe, xã hội khỏe. Thì nếu nói luôn thì các anh chị đâu đó nó sẽ chạm trúng những vòng hiểu biết của các anh chị, nó bị đơ đơ đơ. Hoặc là nếu biết rồi thì các anh chị chán, hoặc là không rõ, các anh chị không rõ tinh thần là kiếm sao, xã hội sao, thể chất sao thì không hiệu quả. Nhưng nếu dùng vòng tri thức nói ra thì đâu đó các anh chị sẽ nhận được cái tri thức này, nhận được cái mà Nhân Anh muốn chuyển giao là sức khỏe đó. Thì Nhân Anh đã ứng dụng nguyên lý vòng tri thức vậy đó, nên áp dụng trong đời sống của mình, nói chuyện với con mình, nói chuyện với mối quan hệ á, những mối quan hệ người thân yêu xung quanh của mình, bạn bè của mình lấy cái biết của mình đó nói thì người ta không hiểu, mà các anh chị hãy bắt đầu từ cái biết của họ. Nói chuyện với con là hiểu nhất, các anh chị nói ra trúng cái con không biết, con sẽ hỏi trung thực là gì vậy mẹ, anh là gì, đi đi có mấy con có phải hỏi mình nhiều không, cả nhà có phải hỏi cái này là cái gì vậy ba, cái này là cái gì vậy mẹ. À, tại vì lúc đó mình đã nói cái mình biết ra đó, lấy cái biết mình nói thì con không hiểu. Nhưng mà mình lấy từ cái biết của con nói, mình mới hỏi con, nói ra từ từ thì con mới hiểu. Rồi, đó là ứng dụng với con. Nói chuyện với người xung quanh mình cũng nói theo hướng đó. Hai này làm giáo viên, các anh chị ứng dụng nguyên lý này thì nói là các bé, các em học sinh hiểu hết. Và không có khái niệm là mất gốc, không có khái niệm là học sinh mất gốc nữa, mà là giáo viên chỉ cần từ tốn nói coi, hỏi coi mấy em biết tới đâu, mấy con biết tới đâu thì nói ra từ từ mấy con hiểu. Nên là nguyên lý này nó còn cái giá trị thứ hai, giá trị thứ hai của nó đó là mình có thể truyền đạt được thông điệp một cách rất hiệu quả, là lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì đừng lấy nữa, mà lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Và xuyên suốt luôn lộ trình 21 ngày này là phải ứng dụng nguyên lý này để mới nói được tri thức nhân sinh để nói tới các anh, nói cho các anh chị. À, nguyên lý này đặc biệt lắm á. Nó còn một lợi ích thứ ba nữa, một giá trị thứ ba nữa. Đó là các anh chị sẽ hấp thu vô hạn. Ai áp dụng nguyên lý vòng tri thức qua thời gian, trí tuệ các anh chị sẽ mở ra đến mức không thể hình dung được trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà hiểu biết của mình sẽ mở rộng ra, hấp thu hết luôn. Tại vì con người sẽ tới nói cho mình nghe khi mình hỏi với cầu thị và khiêm tốn, họ sẽ tới nói cho mình nghe cái biết của họ và nó mở rộng ra, hiểu biết của mình ngày càng mở rộng ra. Thì các anh chị sẽ hấp thu hết tất cả những tinh hoa từ những cao nhân, từ các vị thiện tri thức mà những người xung quanh mình họ nói cho mình nghe hết luôn. Đó là một tuyệt chiêu á, các anh chị sẽ học được một chiêu thức, nó gọi là Bắc Minh thần công. Hấp thu được vô hạn, hấp thu vô hạn về nhân sinh. Ừ. Thôi, đó thì cũng không nói tới nhiều, nhưng cái đó cũng là một giá trị lớn.
bữa nào có bối cảnh nói sâu hơn. Tóm lại, nguyên lý vòng tri thức này cho chúng ta biết được, chốt lại cái là mình mới bay nhau. Tri thức con người như nhau, không ai hơn ai, không ai thua ai, nên không tự tin, không tự ti, cũng không tự cao gì hết. Tại vì ai cũng có bốn vòng tri thức. Rồi, thứ hai, lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu, nên đừng lấy cái biết của mình nói nữa, lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ mới hiểu. Đó là lợi ích thứ hai. Giá trị thứ hai, giá trị thứ ba, hấp thu vô hạn. Ai áp dụng hiểu nguyên lý này, áp dụng thì qua thời gian vô hạn tri thức tụ vô mình, các anh chị sẽ hấp thu hết luôn công lực của người ta bay mấy chục năm trời, mấy chục năm cả đời người ta học, người ta có được cái biết đó, nói chuyện với các anh chị mình nói chuyện với họ có tí xíu, người hỏi họ cầu thị khiêm tốn một tí thì họ đem hết hiểu biết ra đem nói qua, thì hấp thu vô hạn cái biết của con người và tiếp xúc với người có chuyên môn nào mình cầu thị khiêm tốn mình hỏi nữa, thì càng ngày càng biết nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, thì đến mức các anh chị sẽ thấu suốt được nhân sinh nếu như mở rộng được cái vòng tri thức của mình ra. Vậy thôi, nay đã nói trễ hơn 15 phút rồi, nhưng anh xin phép các anh chị, xin phép các anh chị cho nói hơn tới đây, nhưng thôi giờ chắc ngưng được rồi. Nhưng anh biết ơn các anh chị nha, biết ơn cả nhà, nhưng anh mở mic cho cả nhà, chúng ta mới bài nhau thôi, các anh chị mở mic được rồi nè. Rồi các anh chị. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Biết ơn thầy. Thầy biết ơn cả nhà. Thầy chào cả nhà. Cảm ơn thầy. Chào thầy. Chào cả nhà. Chào thầy và chào cả nhà. À, chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại các anh chị trong thời còn lại. Em chào thầy và chào cả nhà. Biết ơn thầy. Con chào thầy. Dạ. Bye bye các con. Bye bye. Dễ thương quá. Thầy ngủ ngon. Bye bye thầy, chúc thầy ngủ ngon. Dạ, chào thầy, chúc thầy ngủ ngon. Ngủ ngon mà. Chào cả nhà. Chào.